Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Tập 68, chương 671, chén thứ 3 nho thánh rượu nước mơ. Kim Các Lưu xa trên một con đường giữa cửa sắt quan, tụ tập giang hồ hàng trăm năm nay có thể nói là nơi tập hợp cao thủ hàng đầu. Số lượng nhiều đủ để làm chấn động giang hồ Bắc Mãng và Ly Dương. Hơn nữa gần như tất cả đều mang tâm thế tử chiến không lùi. Điều này rất khác so với khi Tào Trường Khanh và Đặng Thái A lên đỉnh Vũ Đế Thành năm xưa, khi ấy người quan sát đông đảo, tàng long ngọa hổ, nhưng thực sự ra tay chỉ có hai người, người xem đông nhưng không tham gia. So với cửa sắt quan ở Trung Nguyên thì cách biệt quá xa. Ở cửa sắt quan này, không ai có thể đứng ngoài cuộc, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt thì đều không thể thoát khỏi. Chỉ tính những người đã lộ diện tham gia trận chiến, đã có Trần Chi báo với cây thương rượu nước mơ đến chậm, Hàn Điêu Tự nổi tiếng về khả năng giết thiên tượng, Dương Thái Tuế từng đánh sập nửa đài chém ma, Viên Tả Tông người thứ ba của quân Ly Dương với sức mạnh vô song, Từ Phượng Niên với cảnh giới Ngụy Chỉ Huyền, Từ Vị Hùng mang kiếm đỏ, Sáu Châu Bồ Tát của Mật Tông, Kim Giáp người của Phù Tương Giáp từng là một trong bốn đại tông sư, và Từ Long Tượng với biệt danh Kim Cương sống cùng Thanh Điểu cầm thương sát na. Cuộc chiến này là sự đối đầu giữa Mưu Phản và Bình Định, giết nhau là để quyết định ai sẽ ngồi lên ngôi vua và ai sẽ trở thành Bắc Lương Vương tiếp theo. Trận chiến này sắp nhanh chóng quyết định tương lai của Bắc Lương, Tây Vực và Tây Thục, không ai dám khẳng định mình sẽ cười đến cuối cùng, sống sót đến cuối cùng. Từ Phượng Niên dẫn đầu, với 12 thanh kiếm bay tạo thành một trận kiếm lôi đình học trộm từ Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A. Tấn công vào Dương Thái Tuế là lão tăng áo đen từng liên quan đến vụ án áo trắng ở kinh thành năm xưa. Viên Tả Tông cưỡi ngựa theo sau, hỗ trợ Thế tử điện hạ nhưng vẫn duy trì khoảng cách 50 bước để đảm bảo an toàn. Âm Vật Đan trẻ sơ sinh với đôi mắt vàng bốn phía bắn ra ánh sáng rạng rỡ, không còn giống với uế vật bình thường. Nó vòng qua Từ Phượng Niên và lão tăng áo đen, lướt về phía cốc khẩu của cửa sắt quan, tìm mục tiêu thích hợp để hấp thu khí cơ và máu thịt. Thanh Điểu cưỡi ngựa dẫn đầu 800 bạch mã Nghĩa Tòng tiến về phía 200 ngự lâm quân. Công tử đã nói sẽ giao Đệ Ngũ Hạc cho Thanh Điểu xử lý và nàng tin tưởng công tử có thể tiêu diệt Đệ Ngũ Hạc, không cần phải do dự. Thiếu niên mặc áo đen đã bỏ ngựa để bộ hành, nhưng thân hình vẫn nhanh như sấm sét, vượt qua những con ngựa chiến nhanh nhất, thể hiện thế nào là sức mạnh của vạn nhân địch thân trước sĩ tốt. Vương Xung của Phượng Tự Doanh, khi đang cùng ngựa chiến sánh ngang với Thế tử điện hạ, cảm nhận được khí thế quyết liệt của điện hạ, liền nắm chặt thương trong tay, nhẹ giọng nói, dừng hành, hãy nhìn kỹ. Điện hạ lúc này lại một mình một ngựa đấu với lão tăng Dương Thái Tuế, không khiến chúng ta thất vọng. Khi Viên Tả Tông, Thế tử điện hạ và lão tăng áo đen bị bỏ lại sau lưng, 800 bạch mã Nghĩa Tòng bắt đầu xung phong, tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết, run rẩy với khí thế tràn đầy. Trong số đó, 700 người từng nghĩ rằng Thế tử chỉ biết ức hiếp phụ nữ yếu đuối và phung phí tiền bạc, nay đều kinh ngạc trước thái độ của điện hạ, không còn nghi ngờ gì nữa. Khi còn cách địch hai dặm, Thế tử điện hạ nói, hôm nay theo ta giết hoàng tử Ly Dương, Triệu Khải. Cách địch 200 bước, Viên Tả Tông hét lớn, bạch mã Nghĩa Tòng, tử chiến. 200 ngự lâm kỵ đồng loạt tấn công, 16 tên thị vệ cầm kim đao không giữ lại người nào, toàn bộ cưỡi ngựa nghênh chiến. Triệu Khải vẫn ngồi yên trên xe ngựa, mắt nhìn về phía xa. Kim Giáp Phù Tương đứng bên cạnh xe, tay nắm chặt chuôi kiếm cắm xuống đất. Thanh hung kiếm này do một thợ rèn nổi tiếng đúc nên bằng sinh mạng của cả gia đình. Kim giáp con rối bên trong là đại tông sư đã bị lột ra, sức chiến đấu đủ để nghiền ép các phù giáp khác. Một nữ tử Bồ Tát của Mật Tông mặc cà sa trắng, tay trước ngực kết ấn, tay kia cầm bình, cắt vàng xoay tròn điên cuồng trên lòng bàn tay, tạo thành một tháp nước xoáy. Triệu Khải siết chặt roi ngựa, đứng lên, hít thở sâu một hơi, nói, ta sẽ chết ở đây sao? Cây roi chắc chắn trong tay hắn bỗng nhiên đứt thành từng đoạn. Vị hoàng tử này cười khẩy nói nhỏ, sao ta có thể chết ở nơi này? Sử sách, đặc biệt là giã sử, thường thích dùng biệt danh vạn nhân địch để mô tả những mãnh tướng có khả năng đột phá vòng vây, nhưng không ai thực sự tin tưởng danh hiệu này. Tuy nhiên, thiên nhân địch là một danh hiệu tồn tại trong quân đội Vương Triều Ly Dương, dù rất hiếm như Phượng Mao Lân Giác, nhưng đã từng có những tấm gương minh chứng. Năm đó, gia tộc Từ Vì Thiên Tử mở cửa Tây Thục, đánh bại vua Tây Thục và hàng loạt quan viên, chấp nhận chết để giữ quốc môn. Họ không tuân theo quy tắc của triều đình Ly Dương, không chịu bỏ thành,
và một kiếm khách trong hoàng tộc Tây Thục là Kiếm Hoàng đã giữ cửa thành đến chết, dù sau đó bị quân Bắc Lương nghiền nát. Trận chiến đó, Kiếm Hoàng đã giết 800 tinh kỵ trong 3 nén hương thời gian, nhưng cuối cùng vẫn bị trà đạp và bị Trử Lộc Sơn cắm cờ lên thi thể. Cuộc chiến hỗn loạn kéo dài trong xuân thu đã giúp quân đội và các võ sĩ có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, học cách không cho đối thủ có cơ hội thở, giữ vững sĩ khí và giết đối thủ, truyền lại kinh nghiệm này từ thế hệ này sang thế hệ khác. Uông Thực, kỵ tướng của Kiếm Các, phía Nam từng là nơi Kiếm Hoàng ngã xuống, trong khi phía Bắc là nơi Trần Chi Báo và Viên Tả Tông đã viết nên tên tuổi của mình, có thể xứng danh là thiên nhân địch. Tuy nhiên, đối mặt với sức mạnh và thủ đoạn giết người quỷ quyệt của vị đại thái giám mặc áo mãng đỏ kia, Uông Thực vẫn cảm thấy có phần khó đối phó. Hàn Điêu Tự lao thẳng tới, áo mãng đỏ phấp phới trong gió, hai tay ông ta hiện lên hàng trăm ngàn sợi tơ, chỉ trong nháy mắt đã cướp đi đầu của nhiều người, hở ra là chia thân xác. Ngoại trừ một lần Uông Thực dùng Bắc Lương đao chém đứt tơ hồng và vài chiến tướng may mắn sống sót, có không dưới 30 kỵ binh đã bị tên người mèo này giết. May mắn thay, chiến trận kỵ quân không theo đuổi nhiều hiệp quyết liệt mà tìm kiếm sự vững chắc. Dù hy sinh một bộ phận kỵ binh để đạt ưu thế, Uông Thực vẫn cố gắng ngăn chặn Hàn Điêu Tự, không để ông ta tiến xa thêm. Trước đó vài ngày, Uông Thực nhận được một mật lệnh rất đơn giản, chỉ có hai chữ, kéo. Làm sao để kéo? Uông Thực chia quân làm 20 đội, mỗi đội 100 người, tiến thối có độ, dùng chiến thuật xa luân chiến để phát huy tối đa hiệu quả. Uông Thực đã đối mặt với Hàn Điêu Tự 3 lần liên tiếp. Một lần đao chiến trực diện, hai lần còn lại nhặt lên thương của đồng đội đã chết để tấn công, nhưng lần nào cũng bị tơ hồng rậm rạp của Hàn Điêu Tự phá vỡ. Ở lần thứ 3, Uông Thực ném thương một lần nữa, nhưng lại thất bại và bị người mèo này ghìm ngựa, kéo cả 5 kỵ binh lên không trung. Uông Thực, mắt đỏ bừng vì giận, hét lớn, con mẹ ngươi, thật không phải là người. Sau lưng Uông Thực là 8.000 kỵ binh đạp vó ngựa xuống, âm vang rền trời. Uông Thực ra dấu hiệu, đội quân kỵ bắt đầu xông về phía Hà Yến và 2.000 kỵ binh của ông ta. Những đội kỵ binh bên ngoài bắt đầu triển khai, lao vào cuộc chiến tàn khốc. Uông Thực xoa xoa mặt mình, nhổ một ngụm nước miếng lẫn máu, nói giọng hung ác, lần này nếu không chết, thế nào cũng muốn xin Bắc Lương Vương cho làm tướng quân vạn người du kỵ. Đây là bản dịch của đoạn văn bạn cung cấp, Trần Chi Báo nói muốn giết Từ Vị Hùng, mang thi thể của nàng về Tây Thục xưng vương, hoàn toàn không có ý định nương tay hay chần chừ. Mỗi khi cây thương rượu nước mơ va chạm với thanh kiếm đỏ của Từ Vị Hùng, thanh kiếm này lại phát ra một chuỗi âm thanh réo rắt như tiếng rồng gầm, vang vọng khắp chiến trường. Mỗi lần đụng độ, cánh tay phải cầm kiếm của Từ Vị Hùng lại run lên dữ dội, tay áo giật mạnh. Cây thương rượu nước mơ của Trần Chi Báo không chỉ huyền diệu ở vẻ bề ngoài. Những lần ra thương của anh trông có vẻ nhẹ nhàng, không có chút dấu hiệu của bạo lực. Nhưng mỗi khi kiếm va chạm và áo tay của Từ Vị Hùng run lên, những kỵ binh Đại Tuyết Long kỵ chạy đến đều ngã xuống mà chết không rõ lý do. Dù họ chưa tiếp cận được hai người trong vòng 20 bước. Dường như họ bị đâm xuyên qua ngực, không kịp cảm nhận đau đớn, thân thể bay ngược lại và rơi xuống cát vàng. Trần Chi Báo bất ngờ vung mạnh cây thương rượu nước mơ, quét ngang và đẩy lùi thanh kiếm đỏ của Từ Vị Hùng, tạo ra một vệt kinh khủng. Từ Vị Hùng và hai tên kỵ binh phía sau tiếp tục lần lượt chết trận mà không rõ lý do, ngã khỏi ngựa, thân thể trên không trung và thanh kiếm đỏ đều uốn cong. Trần Chi Báo thu lại cây thương rượu nước mơ nhẹ nhàng, xoay đầu thương tạo thành một đóa hoa. Nhìn nữ tử đang ho ra máu, anh lạnh nhạt cười nói, giờ mới bắt đầu thực sự chiến đấu sao? Ngươi thực sự không định dùng tay trái à? Kiếm đỏ ly trong đạo giáo, nói cho cùng, vẫn chỉ là chữ sắc mà thôi. Từ Vị Hùng im lặng không nói gì. Trần Chi Báo quay đầu nhìn về phía cửa sát quan, ta vốn nghĩ rằng sẽ mang mãng rồng cùng nhau chém tới đó, sau đó độc thân tiến vào thục, như vậy ai cũng thấy dễ chịu. Trong tay cây thương rượu nước mơ từ từ chuyển sang sắc tím đậm. Từ Vị Hùng cao cao vung lên thanh kiếm đỏ ly, cao đến mức chạm tới mây trời, dẫn tới thiên lôi. Từ Vị Hùng đang định thốt lên chữ sắc, một thương xuyên qua bụng. Trần Chi Báo rút ra cây thương rượu nước mơ, máu tươi chảy ra từ vết thương của cô gái, mặt anh ta không biểu hiện gì. Từ Vị Hùng vẫn cố hết sức để thốt ra chữ sắc, nhưng Trần Chi Báo đã xoay tròn cây thương, đánh rơi nàng khỏi ngựa. Nhìn như là lưu tình, nhưng thực sự lúc này cây thương rượu nước mơ mới thực sự là đòn chí mạng. Nhưng ngay lúc đó, một nữ tử cưỡi kiếm bay từ phương Nam tới. Sau lưng cô là một nho sĩ áo xanh điềm nhiên theo sau. Cô gái trẻ đẹp tuyệt mỹ, phong thái cưỡi kiếm đầy tiêu dao thần tiên. Cô nhìn thù địch lớn thứ hai của mình, Từ Vị Hùng và lạnh lùng nói, ta chỉ đến nhìn một chút, đừng nghĩ ta sẽ ra tay. Ngược lại, vị nho sĩ trung niên,
người được xem là có phong lưu hơn bất kỳ ai trên đời, khẽ cười và nói, khi rượu chuyển sang sắc tím là lúc uống tốt nhất. Quan lớn Tử Tào Trường Khanh phiêu nhiên tới, nâng đỡ linh hồn không yên của nữ tử, điều hòa tâm mạch, sau đó nhẹ nhàng cho cô một viên đan dược, thả nàng xuống. Sống hay chết, chỉ có trời mới biết, làm hết sức mình mà thôi. Thực ra cưỡng ép dẫn thiên kiếp thì rất khó thoát khỏi cái chết, tử sĩ chỉ có một con đường chết. Nếu không phải vì nhìn thấy dị tượng nơi đây, hàng ngàn dặm cát vàng, thì ngay cả Tào Trường Khanh, tiên nhân trong lục địa cũng không kịp tới. Sau khi đứng dậy, Tào Trường Khanh đưa tay ra và hỏi, Nho Thánh Trần chi báo, có thể đánh một trận không? Vị chiến tiên áo trắng, người không ai biết đã âm thầm nhập thánh, nhấc cây thương rượu nước mơ quấn đầy khí tử hạo nhiên, bình tĩnh nói, mời. Chương 672, cấm nửa đêm, người đồ khoác giáp. Thượng thư tỉnh về đêm đóng vai trò bảo vệ bên trong cung nội, nằm ở cửa đông của Hoàng Cung. Dưới bức tường của Hoàng Cung là những dãy nhà ngói thấp lùn, so với kiến trúc khí phái rộng lớn của hai tỉnh Trung Thư và Môn Hạ, thật sự là lộ ra vẻ khó coi vô cùng. Tối nay, chính Trương Cự Lộc, thủ phụ triều đình, tự mình vào cung trực đêm. Ba trưởng quan của ba tỉnh, bởi vì Tây Sở Lão Thái Sư Tôn Hy Tể bị điều ra khỏi kinh thành để trở thành kinh lược sứ quản lý khu vực Tây Sở cũ, làm cho ba vị trí tại Trung Thư tỉnh vẫn chưa có người thay thế. Việc này gây ra không ít kỳ cục, không phù hợp với lễ chế của vương triều, khiến cho quan lại quyền quý trong triều đều suy đoán xem ai có thể có tư cách và vận may thay thế Tôn Hy Tể, bước lên vị trí này. Giang Nam đạo sĩ, lãnh tụ Lư đạo rừng, mới vừa được đề bạt làm lễ bộ thượng thư chưa đầy một năm. Còn bên trái là Tế Tử Hoàn Ôn, trong lúc nhất thời đều được coi là những đại lão được mọi người kỳ vọng. Trong phòng chính của thượng thư tỉnh có một gian phòng nhỏ bên trong có Trương Cự Lộc. Phòng thấp phía đông còn có Lư Bạch Hiệt, em trai của Lư Đạo Dừng, hiện là kiếm tiên Đường Khê mới nhậm chức binh bộ thị lang. Đúng dịp hắn cũng đang ở đây trực đêm. Tuy binh bộ luôn là do Cố Kiếm Đường nắm giữ, từ trước đến giờ rất khó chơi, và luôn có ý tứ nước giếng không phạm nước sông với các bộ thượng thư khác, nhưng sáu bộ ấn tỷ nha môn chỉ riêng binh bộ lại nằm lệch với nhà chính. Dù vậy, Trương Cự Lộc, người nổi tiếng nghiêm khắc trong việc điều hành, cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Đủ thấy vị trí này của thượng thư không chỉ cao hơn hẳn năm bộ thượng thư khác, mà thực quyền cũng không thể nghi ngờ là vượt xa không ít. Nhưng Lư Bạch Hiệt, người mới bước lên quan trường nòng cốt tại kinh thành, không kiêng kỵ những điều này, có dịp gặp gỡ Trương thủ phụ, cũng không chỉ cúi đầu hành lễ qua loa mà còn dừng lại nói chuyện vài câu. Mỗi lần đều là trò chuyện vui vẻ, không có nửa điểm phụ họa. Trương Cự Lộc lúc này đang đọc một quyển sách cấm của đất sở, được viết bởi một kẻ cuồng nho. Tôn Hy Tể, người đang nhậm chức tại Quảng Lăng Đạo để trấn an lòng dân, đã đặc biệt viết thư cầu xin tha thứ cho nho sinh này, xin được khoan hồng. Trương Cự Lộc ban ngày nhận được lá thư này, không vội phê duyệt mà chỉ yêu cầu cung đình cung cấp một quyển sách cấm để tinh tế đọc qua. Khi đang đọc tới đoạn nhíu mày, bỗng nghe bên ngoài sảnh vang lên một tràng cười sảng khoái. Người dám làm huyên náo trong nội đình như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trương Cự Lộc buông sách cấm, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trăng tròn treo ở đầu tường. Bên trong gian phòng, mấy vị quyền quý của sáu bộ cũng ngừng bút, phóng thư và nhất tề nhìn về phía thủ phụ đại nhân. Trương Cự Lộc mỉm cười, giơ một tay tỏ ý mọi người không cần bận tâm, khác với lúc trước khi nhậm chức lão thủ phụ chấp trưởng thượng thư đài. Lúc này, dù các quan viên trong phòng đều có phẩm chất từ tứ phẩm trở lên, nhưng so với trước đây, tuổi tác lại trẻ hơn gần một thế hệ, ít có những lão nhân tóc hoa râm mắt mờ. Phần lớn chỉ khoảng 50 tuổi, thậm chí có người mới 40 tuổi đã tiến vào lại bộ thị lang. Trương Cự Lộc nhẹ nhàng bước qua hai cái cửa hạm, đi ra ngoài, thấy bên trái là Tế Tử Hoàn Ôn với khuôn mặt quen thuộc. Còn có Lư Đạo Dừng, lễ bộ thượng thư, người vốn nên đang làm nhiệm vụ tại Hoa Cung phía tây của Hoàng Cung. Hoàng tử rời kinh phong phiên là chuyện lớn, tông nhân phủ, lễ bộ và trung thư tỉnh đều phải ra sức, không được phép có sai sót. Giữa Hoàn Ôn và Lư Đạo Dừng còn có một nam tử khác, dễ thấy nhất chính là bộ hoàng long bào trên người hắn. Trương Cự Lộc nhanh chóng bước tới định khom lưng hành lễ, nhưng vị cửu ngũ chí tôn kia nhẹ nhàng đỡ cánh tay Trương Cự Lộc, hắn cũng không cố làm thêm. Khóe mắt hắn thoáng thấy một thái giám trẻ tuổi, tuy nói trẻ, nhưng cũng chỉ là so với đại hoạn quan tư lễ giám Hàn Sinh Tuyên trước đây mà thôi. Người này vốn nên là Hàn Điêu tự theo bên cạnh thiên tử. Trong này có điều huyền cơ gì, Trương Cự Lộc cũng không bận tâm, chỉ cần hiểu trong lòng là đủ. Lư Đạo Dừng cùng vua thần ba người không có ý lập tức vào trong, dẫn tới việc rời đi trước, vào trong trường lư. Thiên tử đợi lễ bộ thượng thư vào trong, mới ôn hòa trêu ghẹo, hai vị ái khanh có theo trẫm đến binh bộ thẳng thính ngồi một chút không? Trẫm có nghe nói ở đó có trà ngon,
nói là chè Xuân Thần Hồ, còn chỗ Trương Lư thì không được, nước trà cũng qua loa, không vào nổi miệng. Giữa quan hệ quân thần, cũng không quá để ý quy củ, Trương Cự Lộc cười nói, được thôi, cọ rượu ta không thích, nhưng cọ trà thì nhân dịp Cố đại tướng quân không có ở đây, làm mấy lần cũng không sao. Chỉ là không biết Hoàn Tế Tử có hứng thú không? Hoàn Ôn trợn mắt, trương mắt xanh, mới thấy bệ hạ đã vội vã đặt bẫy ta rồi sao? Trương Cự Lộc tức giận liếc mắt một cái, đẩy một tay sau lưng Hoàn Ôn, mùi rượu lớn như vậy, làm sao ta không ngửi thấy được? Được tiện nghi mà còn tỏ vẻ. Bệ hạ ban thưởng rượu ngon thì ngoan ngoãn câm miệng đi, lát nữa uống rượu của ngươi, thiếu chút nữa còn say khướt. Bị bạn xấu chọc ghẹo, Hoàn Ôn cười ha hả. Triệu Gia Thiên Tử cũng cảm thấy tâm tình thoải mái, cùng hai vị trụ cột của triều đình cùng đi về phía binh bộ Đông Xương thẳng thính. Nơi này mơ hồ cùng Trương Lư rằng co tranh phong, có cái gọi là chú ý lư cách nói. Đối với những tranh chấp này không có nhiều ảnh hưởng, Thiên Tử nghe vào tai chỉ cười trừ, ngay cả trước mặt Trương Cự Lộc và Cố Kiếm Đường cũng có thể thoải mái nhạo báng vài câu. Khi bước qua ngưỡng cửa, thấy Hoàng đế bệ hạ đích thân tới thẳng thính, quan lại trong phòng binh bộ đều ào ào đứng dậy, quỳ xuống khắp nơi. Binh bộ thị lang Lư Bạch Hiệt là người quỳ gối đầu tiên, thanh âm cũng mạnh mẽ và thuần hậu nhất. Thiên Tử để mọi người đứng dậy, không có ý huấn tử, chỉ để mọi người trở về án thư xử lý công việc, chỉ giữ lại Lư Bạch Hiệt. Đối với người này, Triệu Gia Thiên Tử mười phần coi trọng, nhiều lần triệu kiến vào cung để đàm luận quốc sự, thậm chí để Đường Khê Kiếm Tiên truyền thụ kiếm thuật cho các hoàng tử, có thể nói ân huệ vô cùng lớn, khiến cho Lư Bạch Hiệt nhanh chóng có chỗ đứng trong triều đình kinh thành, không ai dám coi thường. Trên vách ngoài phòng treo một bức giang sơn vạn dặm đồ rất lớn. Hoàng đế để ba vị hiển quý của triều đình ngồi xuống uống trà rượu, còn bản thân thì đứng trước bức tranh, cầm một cây cán dài bằng gỗ tử đàn, tạm thời chưa chỉ điểm gì vào bức tranh lớn. Trương Cự Lộc nhấp một hớp trà Xuân Thần được chế thành từ bích ốc, thấp giọng nói với Tế Tử Quốc Tử Giám ngồi bên cạnh. Uống rượu thì tránh xa chút, hương trà còn có thể cho hướng đến không gian không có rượu. Hoàn Ôn đáp lại không kém phần cay độc, nhà lớn thế này, rượu thơm như vậy, ngươi bảo ta đi đâu đây? Sau khi nói xong, hắn yêu cầu người hầu lấy một chiếc ly từ suối nước nóng, đưa cho binh bộ thị lang Lư Bạch Hiệt, cười híp mắt nói, Đường Khê Kiếm Tiên, chúng ta cùng nhau uống rượu, hai người đấu với một. Phải cút đi thì cũng là cái mắt xanh đó phải cút, chẳng phải đúng sao? Lư Bạch Hiệt, với phong thái của một nho tướng, cười nhận ly rượu, nhẹ giọng nói, rượu thì ta uống, nhưng việc ai nên cút thì ta không dám nói. Trương Cự Lộc giận đến bật cười, một người còn xảo trá hơn một người. Vào đêm trăng sáng gió mát như thế này, Tế Tử thì khẳng khái, còn Đường Khê Kiếm Tiên thì chân thành, tại sao đến chỗ ta lại đổi khác rồi? Thiên Tử, đang cùng mấy thái giám tán gẫu bên ngoài, nghe vậy liền xoay người cười lớn, hỏi, Cự Lộc, giải thích thêm cho trẫm về khoa cử Nam Bắc bảng và chia đường thủ sĩ. Trẫm đã xem qua tấu chương, mặc dù 60.000 chữ, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ. Đặc biệt là phần về dùng thuốc mạnh trị bệnh, nhưng lại có ý lo ngại bè đảng tai hại sau trăm năm, phần tấu chương này đầu voi đuôi chuột, thật sự không rõ ràng. Tối nay chúng ta tập trung nói về việc này. Hoàn Tế Tử và Lư Thị Lang cũng không nên nhàn rỗi, có ý tưởng gì cứ nói thẳng. Trà hay rượu đều có sẵn, trẫm không ngại các ngươi. Nhưng nếu trước khi trời sáng không nói rõ được lý do, đừng trách trẫm hẹp hòi, uống bao nhiêu trà rượu thì phải tính tiền bạc trên thị trường, không ai được thiếu một xu. Trương Cự Lộc nhìn sang Hoàn Ôn và Lư Bạch Hiệt, cười nói, thế nào, là ta vô lý hay bệ hạ vô lý? Hai người đều gật đầu cười nói, bệ hạ sâu hơn. Hoàng đế cười lớn, đổi thành người khác, lúc này không phải đang hết lời khen ngợi trẫm cần kiệm trị quốc sao. Triệu Gia Thiên Tử phất tay ra hiệu cho người hầu rời đi, vào trong đóng cửa lại. Bản thân hắn chọn một chiếc ghế làm tinh tế nhập vi, sang trọng ngồi xuống, tay vẫn cầm cây cán đặt trên đầu gối, nhận lấy ly trà tỉnh thần mà Lư Bạch Hiệt đưa tới. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận bình minh, quân thần bốn người không ai cảm thấy mệt mỏi, tinh thần phấn chấn, tiếp tục bàn luận. Chỉ nói đến việc cần chính, vị Triệu Gia Thiên Tử này quả thực có thể xếp vào hàng ba vị quân vương đứng đầu trong lịch sử. Tuy rằng còn một số chi tiết nhỏ chưa bàn hết, nhưng hoàng đế vẫn đứng dậy, xoa xoa tay chân, đi đến trước bức tranh lớn, đưa lưng về phía ba người, tại nơi giao hội của Bắc Lương, Tây Thục và Tây Vực. Vẽ một đường vòng cung và hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Trương Cự Lộc trầm giọng đáp, 60.000 kỵ binh, còn 20.000 kỵ đang trên đường. Hoàng đế dùng gậy gỗ chỉ vào bản đồ Giang Sơn, mỉm cười nói, là 60.000 hay 80.000, cũng không khác biệt nhiều, trừ phi là 60.000 đổi thành 600.000. Trương Cự Lộc gật đầu. Triệu Gia Thiên Tử bỏ gậy xuống,
bước tới bàn nắm chặt một ly trà đã nguội lạnh, nhưng không nói gì, không biết có phải là do không còn hứng thú uống trà giải khát hay không, hay là sợ bị các thần tử nhìn thấy tay hắn run khi nâng ly. Hắn cúi đầu nhìn vào ly trà, nhẹ giọng hỏi, sẽ như vậy sao? Trương Cự Lộc bình tĩnh lắc đầu nói, bệ hạ yên tâm, không xảy ra đâu. Triệu Gia Thiên Tử nghe được câu trả lời rõ ràng này thì mỉm cười, đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nói, các ngươi cũng nên sớm đi nghỉ ngơi. Lưu Bạch Hiệt cùng hai vị lão thần tiễn hoàng đế bệ hạ rời khỏi thẳng sau phòng, sau đó quay trở lại. Trong lúc vô tình, hắn nhìn vào cái bàn, trong ly trà vẫn còn một chút rung động. Không ai dám tin rằng Bắc Lương đã giăng một lưới lớn trên biên giới, toàn bộ lực lượng cũ của đảng bộ hạ đều ra tay. 6 vạn nhân mã lấy lý do điều phòng, kéo đến đóng quân khắp nơi, còn có 2 vạn kỵ binh từ Kế Châu khẩn cấp nhập cảnh, thanh thế to lớn, không cách nào che giấu. 60.000 binh mã đã vào vị trí, do Cố Kiếm Đường hệ chính thống bộ hạ cũ Thái Nam lĩnh quân, triển khai một phòng tuyến lỏng lẻo trái binh pháp dọc theo biên giới. Phòng tuyến này thật giống như trò trẻ con, đừng nói đến thiết kỵ uy chấn hai chiều ở phương Bắc, e rằng ngay cả kỵ binh bình thường của Quảng Lăng Vương Yến Sắc cũng có thể thừa thế mà phá nát nó. Nhưng tướng quân Thái Nam mang theo mấy trăm thân binh tuần tra tiền tuyến, không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào. Trong quân, các tướng lĩnh và giáo úy không phải là không nghi ngờ, nhưng khi có người trực tiếp hỏi thì bị Thái Nam gằn giọng khiển trách, không ai dám mạo hiểm thăm dò thêm. Thái Nam cưỡi ngựa nhìn về phía Bắc, trong lòng trăm mối ngổn ngang, tự nhủ, ta chỉ tiếc không có thêm 40.000 nhân thủ để bố trí dọc toàn bộ biên giới. Như vậy thì Bắc Lương thiết kỵ sẽ không thể đàng hoàng nhập cảnh, nếu thật sự đánh nhau, 60.000 người co lại thành một đoàn vẫn có thể chống đỡ. Nhưng nếu Bắc Lương quân dám xông vào, dù 60.000 người của ta bị tàn sát hết thì sao? Phản lại triều đình, ta sẽ chờ ngày đó. Thái Nam nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, nghĩ đến việc đối đầu với vị đại tướng quân có thanh danh vượt xa Cố Thượng Thư, vẫn có cảm giác như đi trên băng mỏng. Qua sông thì tốt, nhưng thân không tự chủ được. Thái Nam hiểu rõ nỗi khổ của mình. Về lý do tạo nên tình cảnh này, Thái Nam chỉ biết rằng có hoàng tử Triệu Khải đi sứ Tây Vực. Dù thế nào cũng không thể là do Bắc Lương muốn giết hoàng tử nổi danh này. Thái Nam dù chỉ là một võ phu, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý danh không chính, ngôn không thuận. Nếu hoàng tử Triệu Khải thật sự có ý định như vậy, nhất định phải có cơ sở chính danh, huống hồ đây lại là thời điểm mấu chốt khi các hoàng tử được phong vương. Nếu Triệu Khải có thể thành công ở Tây Vực, Thái Nam nghĩ ngay cả bằng đầu gối cũng biết hắn sẽ có cơ hội trở thành quận vương thực quyền. Nếu hắn trở thành thục vương ở Tây Thục, vậy thì đúng là có ý nghĩa lớn. Một kỵ thám báo ra roi thúc ngựa chạy tới, sắc mặt tái nhợt. Sau khi xuống ngựa, anh ta quỳ xuống đất, giọng run rẩy, Bắc Lương kỵ quân đã đến, không biết chính xác số lượng, ít nhất cũng khoảng 10.000. Nhưng đây là Đại Tuyết Long kỵ quân. Thái Nam sắc mặt không thay đổi, chỉ có đầu ngón tay cầm bội đao trở nên trắng bệch. Bắc Lương Vương dẫn 10.000 thân quân đến, là ít sao? Thái Nam cảm thấy đó là quá nhiều. Cắn răng một cái, Thái Nam quay lại ra lệnh cho một tướng lãnh tâm phúc sau lưng, truyền lệnh xuống, trong vòng 100 dặm, tụ binh lại đây. Thái Nam đưa mắt nhìn xa xa, trong tầm mắt chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn. Khóe miệng Thái Nam nở nụ cười cay đắng, hít sâu một hơi, không biết là vị nghĩa tử nào dẫn quân. Hắn không quan tâm ngăn cản, cố ý giữ lại thân binh, tự mình cưỡi ngựa vọt tới trước. Khi còn cách xa nửa dặm, Thái Nam không dám tiến thêm nửa bước. Vô số thiết kỵ nghiêm nghị dừng ngựa trên bình nguyên rộng lớn. Thái Nam có thể thấy một lá cờ có chữ vương bay phấp phới trong gió. Một kỵ xuất trận, chậm rãi tiến lên phía trước. Thái Nam trợn to mắt, vốn cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định, nhưng rồi lại trở nên dồn dập. Một lão nhân khoác giáp, tay cầm giáo. Đầu óc Thái Nam trống rỗng như tuyết, không biết tại sao tay chân lại không tự chủ được, nhảy xuống ngựa, quỳ xuống đất, cung kính hô lớn, mà tướng Thái Nam tham kiến Bắc Lương Vương. Một người, một ngựa, một cây giáo. Khi vị đại tướng quân tiến tới gần Thái Nam, chỉ khẽ ừ một tiếng, ngựa chiến tiếp tục chậm rãi tiến lên, từng bước đạp lên trái tim Thái Nam. Khi ngựa dừng bước, vị đại tướng quân từ kiêu khoác giáp lại nhìn về phía xa, nhẹ giọng hỏi, chỉ có 60.000 người, Cố Kiếm Đường có phải là quá hẹp hòi không? Thái Nam vẫn quỳ dưới đất, không còn lo lắng đến khí khái hay ngạo khí nữa, khuôn mặt dính đầy cát vàng và nước mắt, không dám lên tiếng. Từ Kiêu cười nhẹ, nói, yên tâm, ta chỉ là đến xem, không giết người. Chỉ cần các ngươi không can dự, bản vương cũng không có hứng thú trở mặt với ai. Từ Kiêu cười nói tiếp, đi nào, Thái tướng quân, để bản vương nhìn xem phong thái của thiết kỵ. Ngày hôm đó, khi Bắc Lương Vương Từ Kiêu một mình xuất trận,
không biết là ai đầu tiên nhảy xuống ngựa và hô lên, tham kiến đại tướng quân. Rồi 20.000 kỵ binh khẩn cấp đến nơi, rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ đều quỳ xuống. Các bạn đang nghe truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 673, song sắc. Cửa sắt quan nơi hai quân giao tranh, quả nhiên là địa phương dễ trở thành chỗ chết. 200 khinh kỵ đối đầu với 800 khinh kỵ, 200 ngự lâm quân không hề e ngại trận chiến này. Không giống như những năm trước đây, khi con em quyền quý kinh thành lẫn vào đội quân thân cận hoàng gia, uống chén vàng hưởng lạc. Sau khi Trương Cự Lộc nắm quyền, hắn tự mình kiểm tra tịch ngự lâm quân, bất kể ai là con cháu họ hàng của đại thần hay tướng lĩnh, toàn bộ đều bị đuổi khỏi ngự lâm quân chỉ trong một ngày. Ngày đó, trại lính ngự lâm chống đi một nửa, rất nhiều người có bản lĩnh thật sự cũng không được ngoại lệ, điều này khiến cho Trương Cự Lộc không được ưa chuộng trong giới quan võ kinh thành. Ngay cả những vị tướng có công trạng thời Xuân Thu cũng đụng đầu bất mãn, một vị trong số đó, khi gặp Trương Cự Lộc trên đường, đã thẳng thừng chắn trước cửa và chất vấn hắn về khả năng chiến đấu của cháu trai mình. Tại sao không thể đảm nhận vị trí giáp sĩ ngự lâm quân? Trương thủ phụ ra khỏi cửa, không mặn không nhạt trả lời, cháu của ngài đích xác có bản lĩnh, nhưng cháu của ngài sau này chắc chắn không có được phần bản lĩnh ấy. Ta chỉ đang đóng cửa sớm hơn 20 năm. Khi đó, lão tướng quân vẫn đang giữ chức vụ trọng yếu, không thể hiểu được cái đạo lý uốn cong này, may mắn là không dám tỏ ra thô bạo với thủ phụ đương triều, chỉ quyết định cả đời không qua lại. Quan hệ hòa hợp giữa hai gia đình cũng bị trì hoãn một đại hỷ hôn sự. Nhiều năm sau, khi lão tướng quân đã rời khỏi binh bộ, tự mình tới cửa tạ tội. Thiếu niên mặc áo đen vượt qua giáo úy viên mãnh của Phượng Tự Doanh và Thanh Điểu, đối đầu với một trung niên võ phu cưỡi ngựa lao tới tử trận. Tên ngự tiền thị vệ này mang theo bội đao nhưng không dùng đao, dùng hai tay từ long tượng vặn xoắn cánh tay của đối phương về phía sau. Ban đầu là đôi cánh tay mạnh mẽ nhưng ngay lập tức máu thịt khô cạn, trở thành xương khô đáng sợ. Sau khi thoát khỏi sự khống chế, hắn nhanh chóng phản công, định xé đứt đôi tay của thiếu niên trước mặt. Từ long tượng vẫn duy trì lực phát mạnh mẽ, chỉ đá ra một cú, trung niên thị vệ vốn định đổi mạng lại cứng rắn chịu đựng cú đá thấu ngực. Hai cánh tay hắn ngay lập tức nở to, lực phát mạnh mẽ, nhưng thiếu niên vẫn đứng vững không nhúc nhích. Thị vệ lập tức buông tay, dùng hai tay chống chân thiếu niên, mượn lực bay lên trời, tránh được một đòn chí mạng. Hắn xuất thân từ giang hồ, hai chân đan chéo va vào nhau như leo thang mà lên. Hắn nhanh, nhưng Từ Long Tượng còn nhanh hơn, nắm chặt cổ chân hắn, kéo mạnh xuống, nâng gối lên đánh. Sau nhiều năm tu luyện bí kíp trong cung, trung niên võ phu dồn hết sức lực vào cú giật trỏ, nhưng vẫn bị đầu gối của thiếu niên đụng vào bụng. Thân thể to lớn của hắn bị đánh bay ra phía sau, may mắn là kỵ binh phía sau giỏi kỹ thuật cưỡi ngựa, nhanh chóng tránh được. Võ phu năm ngón tay như móc bám xuống đất, vạch ra một vết dài mấy trượng mới dừng lại được. Bụng đau nhức dữ dội, khóe miệng rớm máu, hắn đứng lên, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Nếu người đọc sách có thể bán trí thức cho nhà đế vương, thì rất nhiều võ phu cũng vui vẻ bán võ nghệ của mình cho triều đình. Không giống như Bắc Lương Từ gia không quyền không chức, chỉ cần có bản lĩnh, tới kinh thành làm việc trong hoàng cung thì có thể từ dân thường trở thành quan chức. Tên thị vệ này được thiên tử ban cho kim đao, vì võ công xuất chúng, thành danh lẫy lừng. Một lần về quê thăm người thân, chỗ môn phái của hắn từng bị quận trưởng và tướng quân đàn áp đến nỗi không thể thở nổi. Khi hắn áo gấm đeo vàng trở về quê, đó là một sự kiện lớn. Quận trưởng thực dụng tự mình mời một vị đại nho trong quận viết một tấm biển, phái người mang đến treo ở tông môn. Hắn vốn bị ràng buộc bởi quy củ trong cung, chưa từng tính toán so đo với quận trưởng. Sau chuyện này, hắn liền mang một đệ tử đích truyền của sư thúc tổ trong môn phái lên kinh thành, may mắn trở thành kim đao thị vệ thứ hai. Trung niên kim đao thị vệ chậm rãi nhổ ra một ngụm khí độc, cùng với những đồng liêu khác vây giết thiếu niên mặc áo đen kia. Trong lòng hắn nghĩ, cho dù hôm nay mình chết ở đây, cũng coi như xứng đáng với tông môn. Từ Long Tượng bước thẳng tới trước, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào nữ tử khoác áo cà sa trắng kia. Thanh Điểu dẫn đầu lao vào trận, tay cầm sát na thương, đẩy mạnh vào một kỵ binh đối diện. Dùng chiêu câu kéo kết hợp với thương pháp hình chữ cung, đâm thẳng vào lưng kỵ tướng vốn tưởng rằng mình sắp kết thúc trận đấu. Thương của nàng trở về, một cú quét ngang sau đó đã khiến kỵ binh ngự lâm chia thành hai khúc. Nàng không tiếp tục ham chiến, hồi mã thương chỉ để đánh chết một viên kỵ tướng, rồi không dùng nữa. Dù có kỵ binh ngự lâm chặn trước mặt, nàng cũng chỉ hướng về phía chiếc xe ngựa mà phi nhanh tới. Nhóm kỵ binh đầu tiên đụng độ, thương mâu sát qua người, ba mươi mấy thi thể lập tức rơi xuống đất. Như hai lưỡi đao cắt qua nhau, máu thịt văng tung tóe.
hai bên chiến tuyến tiếp tục xé rách, mở rộng. Viên Mãnh Thương quật ngã một kỵ binh địch, tên kỵ binh Ngự Lâm kia bị thương áo giáp, bị hất tung lên không trung. Kỵ binh còn đủ sức chiến đấu xoay người trên không, định đứng vững sau khi rơi xuống đất để tiếp tục rút đao chiến đấu. Chỉ tiếc rằng, trước khi rơi xuống đất, hắn đã bị một kỵ binh Bạch Mã Nghĩa Tòng dùng một đao ác liệt bổ đầu. Viên Mãnh cười lớn, Hồng Hung ác tử, viên đầu này thưởng cho ngươi. Trở về đừng keo kiệt nữa, phải mời viên giáo úy ta một bữa ngon đấy. Mặt không biến sắc, Hồng Thư Văn nhẹ nhàng nói thầm, nếu lão tử làm phó giáo úy, sẽ mời ngươi uống hoa tửu. Viên Mãnh tai rất thính, dù đang ở giữa chiến trường, ngựa chiến dẫm đạp hai bên, hắn vẫn nghe rõ, cười mắng, phóng con mẹ ngươi cái rắm. Đợi giết đủ 10 tên rồi hãy nói chuyện này. Hồng Thư Văn tay cầm Bắc Lương đao, xoay ngược đao, khom người tránh được một thương, mượn lực từ dưới bụng ngựa chiến lao tới trước. Đao lạnh lướt qua cán thương, chặt đứt cánh tay của kỵ binh địch, rồi chỉ trong chốc lát, đầu của kỵ binh này cũng bị hắn lột bỏ. Ngựa vẫn còn chạy phía trước, người đã chết. Bên hông còn một thanh Bắc Lương đao, Hồng Thư Văn lạnh nhạt nói, hai viên. Phóng ngựa vọt lên, Vương Sung liếc nhìn một kỵ Bạch Mã Nghĩa Tòng chết trước mặt mình, cắn răng. Trên đầu đám người bỗng có một đám mây đỏ bay qua, hướng về ngoài cửa sát quan. Một kỵ binh Ngự Lâm quân khi rơi xuống đất trước khi chết, loáng thoáng thấy cảnh tượng quốc sư kết trận phi kiếm ở phương xa. Trong lúc hấp hối, hắn yếu ớt mắng, làm tổ tông 18 đời của sĩ tử kinh thành. Các ngươi không phải đều nói Bắc Lương Thế Tử chỉ biết bên hoa dưới trăng ức hiếp nữ nhân sao? Từ Phượng Niên từng hai lần xuất hiện trong Lôi Trì. Ngoài thành Vũ Đế, Đặng Thái A tạo ra Lôi Trì kiếm trận, giết được thiên nhân Triệu Tuyên. Trong lăng Đại Tần Hoàng Đế, Lôi Trì bị ma đầu Lạc Dương phá giải. Một thành vừa vỡ, Từ Phượng Niên đã dùng phi kiếm của mình để tạo ra Lôi Trì. Hắn từng nói với Từ Bắc Chỉ, trong vòng vài trượng quanh Lôi Trì này, phi kiếm giết người rất dễ dàng, tuyệt đối không có chút trở ngại. Có vẻ như lão tăng áo đen ban đầu cũng không có ý định trả thù Bắc Lương Thế Tử trẻ tuổi như lời nói. Trong cơ thể hắn, khí cơ vận chuyển trở nên trệ chậm như một võ phu bình thường, đừng nói đến việc đánh bại Dương Thái Tuế, chỉ sợ một cao thủ nhị phẩm cũng đủ khiến Từ Phượng Niên không thể chống đỡ nổi. Nhưng khi thúc ngựa lao tới, kiếm khí trong chớp mắt như vỡ đê tràn xuống, khiến hắn cũng có phần kinh ngạc. Dương Thái Tuế nhiều năm nay xa rời cuộc tranh đoạt cung đình, hành tẩu giang hồ, với sự thành thạo và kinh nghiệm của hắn, một số câu chuyện giang hồ lẻ tẻ, hắn đều có thể phân biệt được thật giả và dự đoán được sự thật không quá xa nội tình. Nhưng những gì hắn dự liệu lại không giống như vậy, nội lực của Từ Phượng Niên không nên yếu đuối đến thế, mà kiếm khí thì không nên hung mãnh đến vậy. Dương Thái Tuế nhẹ nhàng vung tay áo vài lần. 12 thanh phi kiếm liên tục bắn ngược lại. Từ Phượng Niên dừng ngựa cách 10 trượng, mỗi tay đè lại một thanh kiếm Xuân Lôi và Xuân Thu. Yên lặng, không phát ra tiếng động nào, không nói lời nào. Đây cũng chính là điểm mạnh của phi kiếm viên mãn Ngô gia, tâm ý ở đâu, kiếm phong sẽ đến đó. Huống chi, 12 thanh phi kiếm này vốn đã ngưng tụ toàn bộ tâm huyết của Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A. Dù đã bị xóa đi như ý kiếm thai trước khi tặng kiếm, 12 thanh phi kiếm vẫn đã rất thuần thục. Quy tông. Lão tăng áo đen cười nhẹ, nhổ ra hai chữ. Một tay dựng đứng trên ngực thành trưởng, một tay áo phất cuốn, cuốn 6 thanh phi kiếm vào trong ống tay áo. Ống tay áo cuồn cuộn như phập phồng. 6 thanh phi kiếm còn lại trong tay Đặng Thái A đâm thẳng vào mi tâm Dương Thái Tuế. Lão tăng giơ tay vỗ một cái, dán sát vào Đặng Thái A, thân hình nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng bàn tay lại dễ dàng giữ lấy 4 thanh phi kiếm của Thái A trên không trung. 2 thanh phi kiếm còn lại lần lượt đánh chúng vào sau lưng lão tăng, nhưng cả xa trên người lão giống như ném đá xuống mặt hồ, chỉ tạo ra những gợn sóng lớn. Ngựa tre hoa đào cũng thất bại quay trở về, rồi bị Dương Thái Tuế dùng 4 ngón tay kẹp chặt lại. 12 thanh kiếm đều nằm trong tay áo và tay của lão tăng. Dương Thái Tuế nhìn về phía người trẻ tuổi đang ngồi bất động trên ngựa, khẽ nói, điện hạ có thể vì vậy mà rút lui không? Từ Phượng Niên kéo khóe miệng, còn sớm, ngươi chưa chết mà. Hắn đưa tay ra, ngón tay cong nhẹ búng vào không trung trước mặt. 6 thanh kiếm đang bị lão tăng áo đen giam cầm giữa các ngón tay, 6 thanh kiếm trong tay áo cũng phá áo mà ra. Dương Thái Tuế thốt lên, gõ chỉ gãy trường sinh. Đạo, không phải độc quyền của đạo môn, tam giáo luôn tìm kiếm mỗi người con đường riêng của mình. Nho gia cũng không đồng ý với quyết định nặng nề của vị Trương Thánh Nhân khi lập ra quy củ khuôn mẫu cho nho giáo. Nếu không phải vì thiếu một phần ân tình không thể không trả lại, Tào Trường Khanh rất muốn cùng vị binh thánh áo trắng kia bàn luận về sự khác biệt trong đạo của họ. Tào Trường Khanh nhập nho thánh, quy công cho tòa Tây Lũy Vách Di Chỉ,
quy công cho câu nói hưng vong đều là trăm họ khổ của công chúa Điện Hạ, quy công cho tinh thần hào khí trường tồn của thư sinh sau khi Tây Sở diệt quốc. Hắn thật sự tò mò tại sao Trần Chi Báo có thể vượt qua thiên tượng để thẳng tiến vào lục địa thần tiên. Thực tế, với thiên phú xuất chúng của Trần Chi Báo, nếu tuân theo con đường võ phu và từng bước vào thiên tượng cảnh giới, sau đó lấy thân phận nho thánh để đạt thành tựu lục địa thần tiên, thì bất kể là tam giáo thánh nhân hay con đường của võ phu nho thánh, bản thân Tào Trường Khanh chắc chắn chỉ có một con đường duy nhất là chịu thua. Bây giờ Trần Chi Báo thuộc về một loại tình cảnh huyền bí vô tiền khoáng hậu, không phải là tình cảnh tiên, cũng không phải là vương tiên chi, lấy lực chứng đạo siêu nhiên của thế gian. Thật đáng tiếc, nếu chờ thêm 10 năm thì thật tốt. Nhưng có một điều chắc chắn, Trần Chi Báo lặng lẽ nhập thánh có liên quan rất lớn đến việc thánh tăng lưỡng thiền tự Viên Tịch. Tào Trường Khanh thở dài, đưa tay chộp một cái. Thay cho Từ Vị Hùng, hắn nói ra chữ sắc mà người kia không kịp thốt lên. Một tia thiên lôi màu tím từ 9 tầng trời bị hắn cứng rắn kéo xuống. Tào Trường Khanh được khen ngợi là đứng đầu thiên tượng, tự nhiên có phong lưu vượt trội. Khi trước, sau khi đối đầu với Tào Trường Khanh, Trần Chi Báo nhẹ nhàng xuống ngựa, vỗ vào ngựa chiến, để nó tự do rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên lôi hạ xuống, đột nhiên cắm cây tử rượu tử mai sâu vào đại địa. Tào Trường Khanh khẽ mỉm cười, nói thêm chữ sắc, lần này là lòng bàn tay hướng xuống. Pháp Thiên Tượng Địa, chương 674, ta lấy Xuân Thu chém Xuân Thu. Huyền giáp Nga Mi kiếm càng vàng đồng kim, như sợi sương mai, dưới cú gãy trường sinh của tân nhiệm kiếm chủ Từ Phượng Niên. Sáu thanh phi kiếm đứng đầu của Ngô gia kiếm chủng đã phá vỡ ngón tay tu di giới tử đại thiên của lão tăng áo đen, xuyên qua tay áo, xông lên trời. Dính chặt sáu thanh kiếm còn lại, Dương Thái Tuế nhẹ nhàng lật bàn tay, giống như đảo ngược càn khôn, sáu thanh phi kiếm chu tước, xuân thủy và hoa đào của Thái A chỉ đành phải xoay tròn cấp tốc trong vòng hai thước quanh bàn tay hắn. Dù kiếm khí hung mãnh như thế nào, sáu thanh phi kiếm cũng tạm thời không thể thoát ra, nhưng cà sa trên người lão tăng đã bị phi kiếm phá vỡ, từng mảnh phiêu đãng trên không trung. Dương Thái Tuế lật bàn tay lần nữa, phi kiếm bị ép từ khoảng cách hai thước thu nhỏ còn một thước rưỡi. Qua nhiều lần, sáu thanh phi kiếm bị chặt chói gần như không thể nhúc nhích. Lão tăng áo đen bình thản nói, Thế tử Điện Hạ vốn mang Phật thai đạo căn, hiếm có thiên phú khác biệt với võ đạo thông thường. Vì sao không chịu tiến từng bước một, chứng đại đạo, mà lại nhiều lần kiếm tẩu thiên phong? Như vậy liệu có chịu nổi thêm bao nhiêu lần phung phí nữa? Võ đăng lão trưởng giáo Vương Trọng Lâu đã khổ cực tạo ra đại hoàng đình cho người, chỉ cần tỉ mỉ mở rộng, ao nhỏ có thể biến thành cự hồ tạo hóa mênh mông. Khi đó, 108 đóa kim liên luân chuyển, trường sinh bất tận, một tòa khí hải phù diêu với 1080 đóa, đó sẽ là thiên nhân khí tượng thế nào? Chính bởi Điện Hạ không biết quý trọng, đi ngược lại thiên mệnh, bây giờ ao nước đã khô cạn, kim liên điêu linh, còn sót lại một mình cô độc, vậy mà Điện Hạ vẫn chưa tỉnh ngộ, không chịu quay đầu. Cuối cùng, hai chữ quay đầu được Dương Thái Tuế hô lớn bằng sư tử hống của Phật môn. Ngựa chiến dưới Từ Phượng Niên như gặp phải lốc xoáy, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng quỳ gối xuống đất. Từ Phượng Niên phiêu nhiên đi xuống ngựa chiến, lòng bàn tay vỗ vào vỏ kiếm Xuân Thu, vỏ kiếm rung động thành hình cung. Xuân Thu kiếm thuận thế ra khỏi vỏ, vẽ thành một vòng tròn lớn, lơ lửng trước mặt Từ Phượng Niên. Hắn bước lên phía trước ngựa chiến, che chắn cho ngựa chiến. Ngựa chiến vàng óng rạng rỡ này đã có linh tê, khẽ đạp vó ngựa, lưu luyến không rời quay lại hướng, cẩn thận từng bước chạy chậm rời đi. Xa xa, Viên Tả Tông dục ngựa chậm rãi đi đến, nhét thanh Bắc Lương đao vốn đã ra khỏi vỏ vài tấc vào lại vỏ. Từ Phượng Niên lạnh lùng nói, trước sau hai vị kiếm thần Lý Thuần Cương và Đặng Thái A đều là người mở đường. Còn các ngươi, tam giáo thánh nhân đều là đóng cửa phong sơn, sợ nhân quả, sợ nghiệp chướng. Một khi dính vào, giống như hạt cỏ ném vào vách đá, sớm muộn cũng sẽ làm vỡ vách đá. Rồng cây tăng nhân không nhập Phật Đà là do hắn không muốn. Lưỡng thiền tự chủ trì đã sớm viên mãn, chỉ là càng để ý đến Phật thổ, từ bi trải khắp bốn phương. Ngươi, Dương Thái Tuế, dù đã cạo tóc khoác cà sa, trong xương vẫn là người của Pháp gia, hành sự theo cách kéo dài khắp nơi. Ngươi làm Phật đầu, đó mới là trò cười lớn. Dương Thái Tuế chợt hiểu ra, cười nói, bần tăng thực sự không làm được Phật đầu, cũng không chứng được quả Bồ Tát. Nhưng nếu nói đến việc ngăn ngươi lại, cũng không khó. Chờ Hàn Sinh Tuyên tới cửa sát quan, đây là tình cảnh bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Nếu ngươi vẫn cố chấp, không tiếc tu vi và tính mạng, dù Bắc Lương Trần Chi Báo có lặng lẽ nhập thánh, cũng chỉ trở thành một chiếc ná trong hạ thế. Đến lúc đó, có lẽ thật sự sẽ ứng với lời tiên tri của Hoàng Long Sĩ,
trở thành người vì kẻ khác mà làm quần áo cưới, khổ cực vì ai. Điện hạ thông minh, chắc đã hiểu rõ rằng hoàng tử Triệu Khải làm Thục Vương tốt hơn Trần Chi Báo trở thành vị vương khác họ thứ hai. Bắc Lương có thể cùng Ly Dương và Bắc Mãng tạo thế chân vạc là do nội hao ít. Một khi phân nhà, tất cả đều khó nói. Trong mắt Bần Tăng, đại địch thực sự của Bắc Lương là Thục Vương Triệu Khải 10 năm sau, chứ không phải Trần Chi Báo hiện tại. Điện hạ cân nhắc kỹ hơn thiệt, chắc biết lựa chọn như thế nào. Từ Phượng Niên lắc đầu nói, tính toán không phải như vậy. Lão Tăng áo đen dùng đại thần thông của Phật Môn để cầm cự 6 thanh phi kiếm Chu Tước và Ngựa Tre, nhìn như hời hợt, nhưng kỳ thực không thoải mái như vẻ ngoài. Phi kiếm vang lên như tiếng sấm đan xen trên mây xanh, mỗi tấc trong bàn tay đều ẩn chứa sát cơ. Dương Thái Tuế định nói tiếp, nhưng Từ Phượng Niên khoát tay một cái, nói, các ngươi Phật Môn quan tâm đến tùy duyên, ngươi dù là tiền bối của ta, nhưng duyên phận đã sớm tận vào cái bữa rượu năm đó. Đã như vậy, thì không nên nhân dịp này mà chơi đùa nữa. Hôm nay thế nào cũng phải kết thúc sạch sẽ. Khô gầy thân thể của lão Tăng không thể gánh nổi màu đen cà sa, Dương Thái Tuế lạnh lùng nói, Từ Phượng Niên, ngươi thực sự nghĩ Bần Tăng không thể chém yêu ma nghiệt chướng sao? Từ Phượng Niên cười nói, ban đầu Khâm Thiên Giám có phải cũng đã dùng 4 chữ yêu ma nghiệt chướng trước mặt thiên tử Triệu gia để mô tả ta khi ta chưa xuất thế. Nói xong, Từ Phượng Niên bước lên 2 bước, đặt Xuân Thu kiếm vào giữa lôi trì kiếm trận, khép lại 2 ngón tay, lau một cái trên kiếm phong. Xuân Thu đâm xuống đất cát vàng. Từ Phượng Niên mặc niệm nói, ta lấy Xuân Thu chém Xuân Thu. Dương Thái Tuế tức giận quát, lớn mật. Người này quả thật ngông cuồng đến mức muốn sử dụng vận khí của bản thân để thông qua thanh danh kiếm này mà trộm lấy thiên cơ. Đây mới thực sự là chặn đường ngáng bước. Toàn thân Từ Phượng Niên tỏa ra tử kim khí, chỉ có Đào Mãn Vũ với ánh mắt tinh đời mới có thể nhìn thấy lớp vàng lấp lánh như phù du bay lên cửu thiên. Lão Tăng áo đen lật bàn tay, vẫn không thể kiểm soát được 6 thanh phi kiếm Ngựa Tre. 6 thanh kiếm cùng lúc rời khỏi tay, lướt dọc theo mặt đất, rồi dừng lại trên cát vàng cách mặt đất một trượng. 6 thanh phi kiếm từ lâu đã muốn thử, giờ cùng với Xuân Thu kiếm trên mặt đất tạo thành một trận Bắc Đẩu kiếm trận. 12 thanh phi kiếm lại cùng Xuân Thu kiếm tạo thành một trận Âm Dương Lưỡng Nghi. 12 thanh kiếm tự thân hình thành một lôi chỉ kiếm trận. Lại dùng võ công khi còn trẻ mà sư thúc Tổ Hồng Tẩy Tượng truyền thụ, từng thanh kiếm đều phản phúc thành tròn trịa. Viên Tả Tông thúc ngựa quay lại, quyết định rút lui. Trận chiến này không liên quan gì đến hắn. Do dự một chút, không rõ vô tình hay cố ý, Viên Tả Tông khựng lại, liếc nhìn Từ Phượng Niên một cái. Sau đó thúc ngựa phi nhanh qua chiến trường đầy thi thể, giương tay vồ lấy một cây trường thương, lao thẳng về phía nữ tử áo trắng Bồ Tát kia. Viên Tả Tông vừa tiến vào, áo bào đỏ của âm vật vừa lui. Dương Thái Tuế nhìn lên bầu trời, lắc đầu cười nói, quả thật là thủ đoạn lớn. Nhưng Từ gia tiểu tử, ngươi thật nghĩ Bần Tăng ăn chay sao? Lão Tăng áo đen dẫm chân, lòng bàn chân thậm chí chưa chạm đến mặt đất, không thấy cát vàng bay lên, lớn tiếng quát, trăm trượng từ bi. Bóp vỡ ngọc bội trước ngực, Dương Thái Tuế cởi ra bộ cà sa đen đậm như mực, ngón tay quay tròn, biến cà sa thành một đám mây đen lớn, từ đỉnh đầu lão hòa thượng bay lên cửu thiên. Như một đám mây che phủ mặt đất bằng phẳng. Sách cổ từng nói rằng Trung Nam Sơn có tiên nhân tự tay trồng một cây bảo thụ, cao trăm trượng, không có nhánh cũng không có lá. Đây vốn là một trong những bí thuật mà Dương Thái Tuế tính toán dùng để chống lại thiên kiếp sau trăm tuổi. Trên đời này, những người phong lưu xuất chúng đều có cơ duyên lớn khác nhau, có bản lĩnh ép dương khác nhau. Cà sa dài rộng hơn một trượng, sau khi bay lên không, lôi cuốn ra mấy trăm trượng mây đen, che phủ hoàn toàn cửa sát quan. Dương Thái Tuế nhìn về phía xa người nam tử trẻ tuổi phong nhã, cũng là lúc vị lão tăng bệnh hoạn, đã từng vị cực nhân thần. Từ đỉnh cao của vinh quang bước xuống, không tránh khỏi một khoảnh khắc lòng trăm mối tơ vò, thật sự đã coi thường hắn. Sinh ra trong gia đình giàu có, dễ dàng lãng phí tài năng và nhuệ khí của tuổi trẻ, một khi vận khí giảm sút, rất có thể mất mạng vì điều đó. Năm xưa Từ Kiêu đã đánh bại 6 nước, công cao cái thế, là người đầu tiên tự chôn mình. Cô gái kia mang thai Từ Phượng Niên, áo trắng bước vào hoàng cung, đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, trong một đêm trở thành kiếm tiên, cũng là một nút chết. Từ Phượng Niên không trở thành công tử ăn chơi, cũng là một nút chết. 20 năm chịu đựng, giờ hắn tập võ thành đại, lòng đầy oán hận và lệ khí, lại tự trói thêm nút chết vào bản thân. Dương Thái Tuế chậm rãi nhắm mắt, chắp tay trước ngực, nút chết chỉ có thể dùng cái chết để mở. Nhưng hôm nay, ngươi, Từ Phượng Niên, phải chết trước mới được. A-di-đà Phật. Từ Phượng Niên mặc cho thiên địa hấp thu toàn bộ vận khí của mình, máu chậm rãi chảy ra từ bảy khiếu.
Từ khi luyện đao, tập võ cho đến dưỡng kiếm, Từ Phượng Niên đã trải qua bao nhiêu lần đánh giết và hiểm nguy. E rằng ngay cả hắn cũng không còn nhớ rõ. Hắn từng dùng kiếm khí làm rồng lăn. Hắn từng một mình lay động Côn Luân. Hắn từng dùng một kiếm thủ thành. Hắn từng dùng một đao giết chết Chỉ Huyền. Giữa thiên địa, bị nhiều tòa kiếm trận và mây đen cả xa tầng tầng cắt rời, không ngừng bị đè ép. Bất luận là Ly Dương hay Bắc Mãng, họ đều chứng kiến trận chiến ngoài cửa sắt này từ xa, nơi có tiếng sấm vang động kinh người. Dương Thái Tuế không màng đến khí tượng kinh tâm động phách trên đầu mình, kiên cường bước về phía trước trong Lôi Trì kiếm trận đầy kiếm khí giao tranh, mỗi bước đều rất xa, lần này là 2 trượng. Mỗi lần chân dẫm xuống đất, thiên địa chấn động, cửa sắt quan kiên cố như tường đá đen liên tục vỡ ra và lăn xuống. Bước thứ hai, khoảng cách thu nhỏ lại còn 1,5 trượng. Hắn liên tục bước ra 6 bước, mỗi bước đều để lại một dấu ấn hoa sen Phật tổ trên mặt đất. Lão tăng áo đen thương xót nhìn người trẻ tuổi gần ngay trong tầm tay, 6 bước cộng với cú dẫm chân trước đó, chính là thần thông 7 bước sinh sen của Phật môn. Bên trong kiếm trận, ngoài 6 đóa hoa sen to lớn dễ thấy, còn có vô số đóa hoa sen nhỏ hiện ra trên mặt đất, như thiên nữ tán hoa đầy trời, như có 500 la hán gia trì. Tòa kiếm trận cực lớn rung động, thế giới này như một thiên thần đang rung động một chậu nước lớn, không ngừng rung chuyển. Bước thứ 7, đóa sen thứ 7, nổ tung nở rộ dưới chân Từ Phượng Niên tại ranh giới kiếm trận. Dương Thái Tuế sắc mặt vàng phím kim, có chút uể oải, nhưng lão tăng vẫn cố chấp đưa ra 1 trưởng, vượt qua Lôi Trì kiếm trận, không màng cánh tay bị phi kiếm cắt rời, đánh 1 trưởng vào ngực Từ Phượng Niên. Không ai phát hiện ra một áo bào đỏ xoay tròn tạo thành một đường vòng cung lớn, phiêu nhiên bay lên, rồi rơi phía sau Từ Phượng Niên. Hai thân thể không chút ngưng trệ, xuyên qua nhau. Giống như hai vị thiên nhân đang du ngoạn trong thiên địa. Từ Phượng Niên nhếch miệng cười, trong cơ thể cây tử kim nụ hoa chợt nở rộ, sau đó từng cánh hoa khô héo, rơi xuống trong cái ao khô cạn không có nước. Tay trái cầm Xuân Lôi đao, bỏ bao công sức xây dựng Lôi Trì kiếm trận. Chẳng qua chỉ để chờ giây phút này tự mình phá vỡ. Từ khi trở thành kẻ âm vật mang áo chu bào, hắn đã luôn chờ đợi giây phút này để trả lại. Mất đi Đại Hoàng Đình, giống như quét dọn nhà cửa sạch sẽ để đón khách, miếu nhỏ mới có thể ngồi xuống vị Đại Bồ Tát này. Một đao chém xuống, Từ Phượng Niên dùng đao khai mở thiên cửa. Hắn đi qua bên cạnh lão tăng áo đen đang đứng vững không động. Lôi Trì bị hủy, cà sa phiêu rơi, đan trẻ sơ sinh trôi nổi trước mặt Dương Thái Tuế mở miệng hút mạnh, đôi mắt vàng ban đầu không thuần trở nên thấu triệt. Dưới nách mọc lại 2 cánh tay, Từ Phượng Niên đưa tay che miệng, máu chảy qua 5 ngón tay. Hắn từ từ đi về phía trước, từ cảnh giới Chỉ Huyền đến Tuyết Thượng Gia Xương, mượn lực để đạt đến cảnh giới Thiên Tượng. Nhưng đời này trừ phi bước vào lục địa thần tiên, nếu không cũng đừng mong trở thành cao thủ tột cùng. Từ Phượng Niên nhìn về phía Triệu Khải đang lảo đảo lùi lại buồng xe, thầm nghĩ, giết tiểu tử ngươi, rồi đuổi Trần Chi Báo đang muốn ngư ông đắc lợi, tất cả chỉ là chuyện đáng giá. Các bạn đang nghe chuyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 675, Bồ Tát sinh tóc xanh. Bước chân tập tễnh, Từ Phượng Niên mong sao Trần Chi Báo lúc này có thể xuất hiện ngay trước mắt. Dùng toàn bộ khí vận của bản thân và âm vật đan trẻ sơ sinh để trộm lấy ngụy cảnh thiên tượng, hắn không thể cầm cự được bao lâu. Thân thể như hồng thủy vỡ đê, ngoài tu vi được đan trẻ sơ sinh trả lại, còn có phúc phần tạm thời bước vào cảnh giới thiên tượng mang đến. Loại chuyện này không phải như vay tiền, có vay có trả, mượn thêm cũng không khó. Từ Phượng Niên tính toán với ông trời già, đã một lần dùng âm vật lừa qua ải, muốn dùng thêm nữa là chuyện khó như lên trời. Trừ phi thật sự quyết tâm đá tan ngọc cùng chết chung, tiền đề còn là cẩn thận chắc chắn tiến vào thiên tượng thật cảnh từ âm vật. Khi đó âm vật đã cộng minh với thiên địa, và Từ Phượng Niên 10 phần 10 sẽ chỉ có 1 chữ chết. Của cải bản thân kiếm được cũng đếm trên đầu ngón tay, lúc này dù có quay tay tính toán cũng chẳng có gì. Đi Bắc Mãng, 2 cái đầu, một viên chôn ở bờ Nhược Thủy Hà, một viên đưa cho nhị tỷ Từ Vị Hùng. Toàn bộ thực lực đều tan thành mây khói. Dù có sống rời khỏi cửa sắt quan, ước mơ từ nhỏ trở thành đại hiệp lang thang giang hồ cũng chỉ còn là một giấc mộng si dại. Nhưng nếu đã đến nơi này, cửa sắt quan một trận, Dương Thái Tuế phải chết, Triệu Khải phải chết. Trần Chi Báo chỉ cần xuất hiện và muốn ra tay như chém Long Mãng, cũng phải chết. Dương Thái Tuế đã sớm nói rõ thiên cơ, nút chết chỉ có thể hiểu bằng cái chết. Nếu bọn họ không chết, thì người chết chỉ có thể là Từ Phượng Niên và Bắc Lương sẽ diệt vong. Bất kỳ sự do dự hay lòng từ bi nào cũng chẳng khác nào tự đâm một đao vào ngực. Thân phận thế tử Bắc Lương là trời định,
Từ Phượng Niên có muốn chạy trốn cũng không thể thoát, nhưng để trở thành Bắc Lương Vương thì không phải là điều mà hắn dễ dàng đạt được. Điều này thoạt nhìn không có lý lẽ, nhưng Từ Phượng Niên và Từ Kiêu, hai cha con đều hiểu rõ trong lòng. Mỗi nhà đều có những khó xử riêng, huống chi còn có vô số người đang rình trực thêm dầu vào lửa, khiến cho câu chuyện này càng khó mà đọc. Từ Phượng Niên đi không nhanh, tranh thủ thời gian để nắm bắt những cảm ngộ tâm đắc còn lại, đi đến chiến trường nơi Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng Ngự Lâm kỵ quân giao chiến. Dưới chân hắn là một thi thể của khinh kỵ Phượng Tự Doanh đã chết trận, chết không nhắm mắt, hiển nhiên đã từng xuống ngựa bộ chiến. Nhưng bị kỵ binh địch chém gục, cánh tay nắm Bắc Lương đao đã bị chặt, ngực bị ngựa chiến dẫm nát, máu thịt be bét. Từ Phượng Niên ngồi xuống, vuốt mí mắt của người đã khuất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ còn lại không nhiều Ngự Lâm quân và trên chiến trường là những tướng lãnh võ nghệ cao cường. Một khi sa vào vũng bùn, những kẻ này thường chết nhanh hơn. Những tên kim đao thị vệ đều đã chết hết, không còn ai sống sót. Gần 500 Bạch Mã Nghĩa Tòng, một nửa vẫn cưỡi ngựa chiến đấu, một nửa đã bộ chiến từ lâu. Sáu Châu Bồ Tát bị Hoàng Man Nhi và Thanh Điểu cuốn lấy. Phù Tương Kim Giáp bị cây trường thương của Viên Tả Tông kéo đi. Hoàng tử Triệu Khải ngồi chán nản ở vị trí phu xe, không biết đang chờ Hàn Điêu Tự tìm đến cứu hay đơn giản chỉ chờ cái chết. Mười mấy tên Ngự Lâm quân bị thương không nhẹ vẫn thề chết bảo hộ xe ngựa. Lúc trước, mây đen cuồn cuộn không thể che kín Lôi Trì kiếm trận, rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng lão tăng áo đen Dương Thái Tuế bị đánh chết. Lịch sử xưa nay luôn lấy thành bại để luận anh hùng. Không còn cà sa, quốc sư đại nhân trở thành một khúc cây khô, còn Từ Phượng Niên vẫn sống sót đi đến đây, thì lần này hoàng tử Triệu Khải đến Tây Vực kết quả đã rất rõ ràng. Từ Phượng Niên không hề lơ là, động tĩnh từ phía Kiếm Các, Uông Thực cùng 3.000 kỵ chống lại Hà Yến cùng 2.000 kỵ lực trận Hàn Điêu Tự. Chưa chắc có thể ngăn cản được Hàn Sinh Tuyên, kẻ đã đặt cược toàn bộ lên Triệu Khải. Theo lý mà nói, hắn nên xuất hiện. Chẳng qua, bên hông đeo Xuân Lôi, Từ Phượng Niên nhìn về phía Bắc Minh Mông Cát Vàng, Trần Chi Báo đang chờ sau một trận chai cỏ tranh nhau. Cũng đúng, sự kiên nhẫn của hắn luôn tốt đến mức làm người khác căm phẫn. Triệu Khải đứng lên, nhìn Từ Phượng Niên đang từ từ tiến đến, bình tĩnh hỏi, Từ Phượng Niên, ngươi thật dám giết ta, Bắc Lương thật muốn tạo phản. Từ Phượng Niên không màng đến vị hoàng tử từng tham gia trận đánh chặn tại bụi cỏ thành Tương Phản, chỉ nhìn về phía bên kia cốc khẩu, nơi Hoàng Man Nhi đang đấu với nữ Bồ Tát làm đất rung núi chuyển. Triệu Khải có thể đưa cho ngươi một vị trí vương trinh của triều đình Ly Dương, nhưng ta không phải là thiên tử Triệu gia, không làm được điều đó. Nhưng ta có thể cho ngươi mượn 100.000 thiết kỵ Bắc Lương, để ngươi bình định Tây Vực, ta có thể để lại 20.000 binh mã đồn trú tại Thiên Sơn Nam Bắc. Cuộc mua bán này, ngươi có làm không? Dĩ nhiên, ngươi phải trả một khoản tiền đặt cọc, đó là giết Triệu Khải. Cái mũ tạo phản ta không đội nổi, Tây Vực loạn lạc đến mức xuất hiện một kẻ đánh chặn hoàng tử, ta mới có lý do mượn binh cho ngươi. Ngươi muốn tự tại ở Tây Vực, ta cho ngươi phần tự tại đó. Triệu Khải sắc mặt âm tình bất định. Viên Mãnh dùng áo trong băng bó vết thương lộ xương trên cánh tay, nhếch miệng cười âm hiểm. Đây chính là vị thế tử Bắc Lương đã khiến cả Tĩnh An Vương Triệu Hoành phải câm nín. Hồng Thư Văn toàn thân đầy vết máu, vẫn ngồi trên lưng ngựa, hai thanh Bắc Lương đao trong tay, khẽ vỗ bụng ngựa. Sáu Châu Bồ Tát không chút biến sắc, từng lần đánh bay Hoàng Man Nhi, cốc khẩu cửa sát quan đã sụp đổ hơn phân nửa. Mỗi lần Hoàng Man Nhi lui ra, Thanh Điểu Sát Na cung chữ thương đều truy đuổi theo, không để lại chút kẽ hở. Từ Phượng Niên tiến về phía cốc khẩu, phía sau có mây đỏ bay tới. Quay đầu lại, âm vật đan trẻ sơ sinh kéo theo một bộ thi hài gầy khô, đặt chân sau lưng Từ Phượng Niên, vẻ mặt trang nghiêm. Từ Phượng Niên vỗ đầu nó, chỉ về phía vách núi. Âm vật nghiêng đầu, nhanh chóng bay về phía vách đá cửa sát quan, dẫm mạnh tạo thành một hố to, đem hài cốt của Dương Thái Tuế bỏ vào trong đó. Một đời tung hoành thuật tông sư, cuối cùng an nghỉ nơi sườn núi hoang. Từ Phượng Niên khoát tay, để Hoàng Man Nhi và Thanh Điểu ngừng tay, âm vật như một cánh chim phù nhạn lượn quanh đỉnh núi, rồi từ con đường hẹp phía sau cốc khẩu bay xuống, chặn đường lui của Mật Tông Pháp Vương. Từ Phượng Niên nhìn nữ tử đang cầm trong tay vật dường như chứa đựng hàng ngàn tiểu thế giới phản chiếu Phật môn, mỉm cười nói, ta không biết Trần Chi Báo khi nào đến, chẳng lẽ ngươi cũng đang chờ hắn? Nếu thật sự ta nói đúng, vậy chúng ta không cần nói thêm nữa. Nữ Bồ Tát cau đôi chân mày quyến rũ, liếc mắt về phía đông bắc, từ từ giãn ra. Từ Phượng Niên như chút được gánh nặng, có được voi đòi tiên, cười nói, tấm phù giáp đó, đừng phá hủy, ta còn dùng được. Trong lòng bàn tay nàng, cát vàng tụ lại thành tinh đấu, 9 hạt cát như những ngôi sao trên trời xoay chuyển huyền diệu. Giờ đây, tinh đấu giải tán, vô số cát vàng trôi qua giữa các ngón tay nàng.
Nữ Bồ Tát không nói một lời, chỉ đi về phía người có khí vận còn vượt xa cả Từ Phượng Niên, Triệu Khải. Khi bước đi, dáng vẻ của nàng như Bồ Tát trầm tư phục tùng, dù với khả năng tính toán thiên diễn bẩm sinh, nàng vẫn không thể hiểu vì sao kết quả lại là Triệu Khải thua cuộc. Những câu nói về Phàn Long Phụ Phượng trong mắt Trăm Họ là tầm thường, nhưng với nàng lại là khôi hoàng vô số, như hồng tẩy tượng chém kiếm khí vận. Với những vũ phu thông thường dù đến cảnh giới chỉ huyền, họ cũng không thể nhìn ra đầu mối gì, như người thuộc tam giáo. Đặc biệt là những người tinh thông vọng khí như luyện khí sĩ, lại có thể thấy từng cột khí vận sụp đổ. Tương tự, những người tam giáo nhờ triều đình cũng có mục đích riêng, như Triệu Đan Bãi ở Long Hồ Sơn, năm nay đảm nhận vai trò thanh từ tể tướng bên cạnh thiên tử, thực ra cũng có ích lợi lớn. Một diễn vạn vật, đạo môn có cao nhân phản pháp quy chân, chỉ tồn tại một. Cũng có người lấp chỗ trống, từ vô số thành phạm vi. Sự huyền cơ này nàng không thể nói rõ cũng không tả rõ được. Nếu nàng có thể đứng trên đài chém ma tại Long Hồ Sơn cùng Lý Đương Tâm luận thiên cơ nói về trường sinh, nàng tự nhiên sẽ có cái nhìn độc đáo. Từ Phượng Niên mượn ngoại lực để trộm lấy thiên cơ, dùng cả đời võ học để giết Dương Thái Tuế. Dưới góc nhìn của nàng, điều đó hợp tình nhưng không hợp lý. Trận chiến này không phải ai cũng có tư cách tham gia, như một ván cờ chỉ có những quân cờ nhất định, không thể thật sự để hai bên cờ chậm rãi đặt đầy 361 quân. Bắc Lương và Ly Dương đánh cược Tây Vực, người như Từ Kiêu không thể đích thân đến cửa sát quan, thiên tử Triệu gia càng không. Xét về thế cờ ban đầu, Từ Phượng Niên và Triệu Khải đều chia 5 phần thắng bại, nhưng có những người không định chỉ ngồi xem cờ. Và những người này lại là những kẻ có hy vọng thành tựu thần tiên lục địa trong tương lai, làm rối loạn hoàn toàn thế cờ. Một người trong số đó đỡ được Hàn Điêu Tự. Hai người còn lại đình trệ ở cửa sát quan, cách trăm dặm về phía bắc. Nàng không có chết trong ván cờ này, nếu Từ Phượng Niên cho nàng một lối thoát, để nàng có thể tự rút khỏi nước cờ này, dù trong lòng rất muốn giết chết Từ Phượng Niên, nàng cũng đành nhẫn nhịn. Áo trắng Bồ Tát tiến về phía Triệu Khải và Phù Tương Kim Giáp. Triệu Khải không tỏ ra quá tức giận, chỉ cúi đầu lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Hai sư phụ đều đã chết, ta còn có đại sư phụ. Ta không nên chết ở đây, ta nên trở thành hoàng đế. Vị hoàng tử đầy tham vọng này, nước mắt lan dài, khóc không thành tiếng. Hắn ngẩng đầu nghẹn ngào hỏi, không phải như thế, đúng không? Bồ Tát áo trắng im lặng. Triệu Khải buồn bã cười, lau nước mắt, khẽ ngoắc tay để Phù Tương Kim Giáp tiến đến bên cạnh xe ngựa, từ đó lấy thanh cự kiếm, tự chặt xuống cổ mình. Trước khi chết, hắn si ngốc nhìn về phía kinh thành. Di ngôn chỉ có một chữ, cha. Vừa khi Triệu Khải chết, Phù Tương Kim Giáp vốn gắn liền với khí cơ chủ nhân cũng mất đi sinh khí. Từ Phượng Niên để cho Bạch Mã Nghĩa Tòng mang theo thi thể của đồng đội chết trận cùng binh khí, lên ngựa rời khỏi cửa sát quan, Kim Giáp bị Hoàng Ma Nhi kéo theo một tay. Tiếp theo là hành trình hướng về phía Bắc, Hàn Điêu Tự đã quyết định không kết thúc cuộc truy đuổi này. Dù hắn có giết xuyên qua vòng vây của 3.000 kỵ binh của Uông Thực, việc đến trước mặt Từ Phượng Niên cũng sẽ chỉ là vô ích. Như lời Từ Phượng Niên đã nói với Nữ Bồ Tát, trận đánh chặn đường này nhằm lật đổ thế lực Tây Vực. Sau đó tin tức lan đến kinh thành và triều dã trên dưới, ngoài Trăm Họ, e rằng không ai sẽ tin, nhưng điều đó thì có ích gì. Từ Phượng Niên không sợ sự nổi giận của Cửu Ngũ Chí Tôn, cái hắn sợ chính là trận đánh chặn này vẫn nằm trong kế hoạch của người đàn ông đó. Nếu chẳng may Triệu Khải chỉ là một con cờ có thể nhịn đau bỏ qua, thì kẻ địch tiếp theo mà Từ Phượng Niên phải đối mặt sẽ là ai? Liệu đó có phải là một vị hoàng tử nào đó sâu sắc khó lường không? Phía đông cửa sát quan, Hàn Điêu Tự đang một mình chạy như điên trên đại mạc, đột nhiên bị chặn lại bởi một người đeo mặt nạ Tú Đông Bạch Hồ. Phía bắc, Nho Thánh Tào Trường Khanh và Trần Chi Báo vẫn đang đối đầu. Từ Phượng Niên đột nhiên quay đầu nhìn lại cửa sát quan, nơi phụ cận xe ngựa, Nữ Bồ Tát vốn không được tự do giờ đây tóc xanh đã mọc đầy đầu. Chương 676, Luận Giang Sơn cùng Tào Trường Khanh. Từ Bắc chỉ khi dừng ngựa tại chùa đã nói rằng tục nhân sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Từ Phượng Niên đối diện với Dương Thái Tuế cũng đã nói rằng tâm cảnh rơi xuống, giống như cỏ dại sống nơi khe đá của núi lớn. Như viên kính nứt vỡ, vết nứt càng ngày càng lớn, muốn gương vỡ lại lành, càng thêm khó. Hai câu nói của hai người họ từ đều trở thành những lời tiên tri. Từ Phượng Niên thu hồi tầm mắt, không nhìn vào Nữ Bồ Tát vừa sinh ra 3 búi tóc đen, mà tập trung vào hành trình tiếp theo. Nhóm 800 Bạch Mã Nghĩa Tòng, ngựa chiến đều đã được chọn lọc kỹ càng. Trong quá trình tập hợp đã loại bỏ những dấu hiệu của quân Bắc Lương, lúc này không lo lắng về sau, không sợ bị phát hiện dấu vết rõ ràng. Dù có cao nhân lần theo, Từ Phượng Niên cũng có thể đổ lỗi cho việc bị Tây Vực vu oan giá họa. Trong loại tranh chấp này,
yếu tố quyết định không phải là đạo lý hay chân tướng, mà là sức mạnh của những nhân vật đứng sau quân đội cả hai bên. Từ Phượng Niên nhận Từ Thanh Điểu một chiếc bình bạc lấy từ hộp gấm trong xe ngựa, nhìn ngắm nó một lúc lâu. Viên Tả Tông nâng thương, cưỡi ngựa đi theo sau Từ Phượng Niên, sắc mặt nghiêm nghị. Theo lẽ thường, sau khi độc chiến với lão Tăng Dương Thái Tuế, Thế tử Điện Hạ nên mệt mỏi kiệt sức, thậm chí ngất xỉu cũng không lạ. Nhưng lúc này, Từ Phượng Niên lại thúc ngựa phi nước đại, thần thái sắc bén, không chút dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại, khí thế càng thêm dữ dội. Nhất là Thanh Xuân Thu kiếm, được chế tạo từ tinh hoa sĩ khí Xuân Thu, mặc dù chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm khí đã ngút trời, như chín đầu ác dao khuấy đảo biển cả. Viên Tả Tông trong lòng than thở, trận chiến này dù thắng nhưng cũng thảm thiết. Càng đáng nói hơn là những dòng nước ngầm vẫn còn ẩn giấu dưới mặt nước, Dương Thái Tuế chết trận, Hoàng tử Triệu Khải tự vẫn, như vậy tình cảm giữa Bắc Lương và triều đình coi như đã hoàn toàn tan vỡ. Viên Tả Tông cười nhẹ, nhìn bóng lưng Từ Phượng Niên. Lần sau, nếu còn có chiến sự, liệu hắn có dẫn đám cựu binh Bắc Lương này chinh chiến bốn phương? Cát Vàng Vạn Dặm nhìn lâu trở nên như một bức tranh khô khan, nhàm chán, nhưng trong mắt mọi người lại càng thấy trống trải và kinh tâm. Cảnh tượng long trời lở đất, phạm vi 30 dặm, xuất hiện vô số khe nứt lớn nhỏ không đều. Tiếng sấm trời vốn vang vọng nay dần dần suy giảm. Bạch Mã Nghĩa Tòng không quá khiếp sợ vì trước đó đã chứng kiến thủ đoạn lôi trì kiếm trận của Thế tử Điện Hạ, chỉ cần nắm chặt thương mâu lạnh và đao. Với Từ Phượng Niên, Viên Tả Tông, Từ Long Tượng và sáu cánh tay âm vật cùng Thanh Điểu, đội kỵ binh này có thể được miêu tả là gần như vô địch. Họ lượn quanh những khe nứt, cuối cùng đến được một hào rộng chừng 20 trượng, bên kia hào là một nho sĩ trung niên mặc áo xanh, tóc mai hai bên đã bạc trắng, trông đầy phong lưu. Đó chính là Tào Trường Khanh. Vị nho thánh này từng trở thành thần tiên của lục địa tại Tây Lũy, cười lớn nói, đi thôi. Từ Phượng Niên giơ tay, trừ đi đan trẻ sơ sinh cùng hai cánh tay mới sinh của âm vật, tất cả còn lại đều do Viên Tả Tông dẫn vòng qua hào rộng. Từ Phượng Niên đưa chiếc bình bạc vốn đáng giá liên thành nhưng nay chỉ có thể bán theo cân cho âm vật và cùng lướt qua hào rộng. Âm vật một tay nắm bình bạc, sáu cánh tay khác giương ra. Đối mặt với một kẻ sáu tay, dù là ai cũng khó tránh khỏi lo lắng. Tào áo xanh cũng không ngoại lệ, nhìn âm vật lâu thêm một chút. Tào Trường Khanh mỉm cười nói, nhị tỷ của ngươi, Từ Vị Hùng, bị trọng thương, được công chúa Ngự Kiếm mang đến Bắc Lương Vương Phủ. Còn vị Trần Chi Báo kia, đã một mình đi về hướng Tây Thục, ta tin rằng rất nhanh sẽ có một vương khác họ xuất hiện, nhưng tước vị thấp hơn phiên vương lục đại, chỉ là Thục Quận Vương. Từ Phượng Niên gật đầu. Tào Trường Khanh thở dài, tiến lên, búng ngón tay nhẹ lên trán Từ Phượng Niên, ngươi ngụy cảnh chỉ huyền, tự hiểu gãy trường sinh. Nhưng gãy trường sinh của người khác không có nghĩa là không gãy trường sinh của chính mình. Nhưng ngươi, bất chấp hậu quả để phát ra hồi quang phản chiếu, thật muốn chết trước Từ Vị Hùng sao? Từ Phượng Niên vốn đang cố gắng chống đỡ, sau cú búng tay, khí thế của hắn tan biến, gương mặt anh Tuấn cũng trở nên méo mó dữ tợn. Tào Trường Khanh cười nói với âm vật, phiền ngươi giữ tâm mạch của hắn, đến khi về tới Bắc Lương Vương Phủ cũng không được buông tay. Ta sẽ truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, giúp hắn dẫn khí hạ cô luân, nhớ kỹ, không được buông tay. Âm vật nghe vậy, nhẹ nhàng giơ một cánh tay giữ tâm mạch của Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên yếu ớt nói, tỷ ta sao rồi? Tào Trường Khanh bình tĩnh đáp, bị Trần Chi Báo đâm xuyên ngực, sau đó được rượu nước mơ thanh chuyển thành tím, tính mạng như treo trên sợi tóc. Muốn sống sót, phải xem bản tính sinh tồn của nàng ra sao. Từ Phượng Niên nhổ ra một ngụm máu đen, ngã về phía sau, may mắn có âm vật đỡ. Tào Trường Khanh không lo lắng mà còn mỉm cười, phun ra được là tốt. Yên tâm, chỉ cần ngươi không chết, 8-9 phần 10 tỷ ngươi cũng sẽ không chết. Người ta nói thế gian có luật nhân quả, nhưng lại đầy bất công. Đa, kẻ đọc sách bất bình nên đã viết thơ, trường sinh chi đạo, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào một người với lệ khí quá mức. Ngươi đã khổ cực nhẫn nhịn quá nhiều năm. Ngươi biết tại sao Lý Thuần Cương lão tiền bối luôn nói ngươi không có thiên phú bằng công chúa không? Vì công chúa thiên nhiên thông suốt, và tất nhiên điều đó cũng liên quan đến việc nàng là nữ tử. Từ Phượng Niên nhìn Tào Trường Khanh qua đôi mắt mờ mịt, thấy áo xanh của Tào đã nứt vỡ, có vết máu vấy lên người. Dù đau đến tận xương tủy, hắn vẫn cắn răng hỏi, Trần Chi Báo làm Thục Vương là do thiên tử Triệu gia tạm thời nghĩ ra để đối phó hay đã có sẵn cam kết trước đó? Tào Trường Khanh lại gõ nhẹ ngón tay, giúp khí cơ hạ xuống côn luân, hai bàn chân Từ Phượng Niên tức thì chảy máu như suối, thấm xuống cát vàng, nói chậm rãi, Triệu Khải là con cờ, nhưng không phải ngay từ đầu đã được định để dẫn ngươi vào cuộc. Hoàng đế kia không có đủ dũng khí lớn để làm như vậy, trừ khi là Triệu Khải ra ra,
hắn còn thiếu rất nhiều, chỉ giữ được những gì đã có. Triệu Khải có thể là con đường đi đến ngai vàng, nhưng cũng có thể bị từ bỏ. Tất cả tùy thuộc vào cách Bắc Lương phản ứng. Không có trận đánh này, Triệu Khải có 10 năm, đứng vững ở Tây Thục và Tây Vực, cắt đứt đường lui của Bắc Lương, sẽ có vốn để trở thành hoàng đế. Nhưng nếu Triệu Khải thất bại ở Tây Vực, kinh thành sẽ có hậu chiêu. Vì Trần Chi Báo nhất định phải ra mặt, hắn ở Bắc Lương không còn lý do để chờ đợi nữa. Trần Chi Báo và cha ngươi đều là những người đặc biệt, trong lòng họ vẫn dành cho nhau tình cảm. Năm xưa lão hoàng đế đã ép Từ Kiêu như vậy, nhưng đại tướng quân không phản, chính là vì lý do đó. Chỉ cần một bên không chết, sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới mưu phản. Những chuyện như vậy không liên quan đúng sai, người sống vì một hơi, không có điều này, đừng mong có thành tựu lớn. Ta, Tào Trường Khanh, cũng không ngoại lệ. Từ Phượng Niên, nếu không ngại ta thiếu khí độ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Từ Phượng Niên gật đầu cười, nhưng nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc. Âm Vật đỡ hắn ngồi xuống xếp bằng chậm rãi, Tào Trường Khanh cũng ngồi xuống đối diện, thản nhiên như không có gì. Tào Trường Khanh cười hỏi, không riêng gì ngươi trong trận đánh chặn này, thế cục giữa Ly Dương và Bắc Lương cũng giống như một vòng này nối tiếp vòng khác. Ván cờ này, ngươi là người trong cuộc, có thể nhìn thấu được 7-8 phần 10 đã rất không dễ dàng. Nếu như ta nói cho ngươi sớm hơn rằng, có người với 3 tấc lưỡi giết chết 3 triệu quân Hoàng Long, được xưng là bậc mưu sĩ hàng đầu thời Xuân Thu tham gia vào trong đó, ngươi còn như một con thiêu thân lao đầu vào cửa sắt quan không? Từ Phượng Niên không chút do dự gật đầu. Tào Trường Khanh không thấy điều đó kỳ lạ, nhìn sang bên, thấy một hào rộng bị rượu nước mơ cắt qua. Nhẹ giọng cảm thán, thật không giấu giếm, Trần Chi Báo suýt chút nữa khiến ta mất hơn phân nửa tu vi ở đây. Nếu như ta và hắn phải tử đấu một trận, ta có thể sống, hắn sẽ chết, nhưng toàn bộ tu vi của ta sẽ bị phế bỏ, đến lúc đó chỉ còn là một thư sinh vô dụng, không thể trói nổi gà. Từ Phượng Niên, do thương nặng mà giọng nói yếu ớt, ngôn ngữ mơ hồ không rõ, hắn có tiến vào lục địa thần tiên, ta cũng không ngạc nhiên. Tào Trường Khanh kinh ngạc, ồ lên một tiếng, cười hỏi, ngươi lại coi trọng Trần Chi Báo như vậy. Từ Phượng Niên đặt hai tay lên đầu gối, bình thản đáp, Trần Chi Báo coi ta là cỏ rác, còn ta coi Trần Chi Báo là văn võ không ai địch lại. Tào Trường Khanh lắc đầu, Trần Chi Báo coi trọng ngươi hơn bất cứ ai. Trước khi đi, hắn từng nói rằng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đường đường chính chính đối đầu với ngươi. Hắn đã kìm nén những lời này trong 20 năm. Từ Phượng Niên khổ sở nói, ta nên vui sao? Tào Trường Khanh thấy tiểu tử này chịu thiệt, bật cười thoải mái, sau đó nghiêm mặt, chuyện hai chiều diệt Phật. Dẫn đến việc Rồng Cây Tăng Nhân Viên Tịch, vị Phật môn thánh nhân này vừa mất, Trần Chi Báo liền có được lợi thế. Nếu không cũng không nhanh chóng nhập thánh như vậy. Từ Phượng Niên cười nhẹ, Từ Kiêu không quá thích nói đạo lý lớn, nhưng có một câu ta nhớ rất rõ, muốn chịu khổ ở nhà mình để hưởng phúc ở nhà, nhưng cũng phải biết nhìn người khác tốt hay xấu. Vì vậy ta vẫn nghĩ trên đời này có nhiều chuyện tốt, không thể ôm hết về mình, điều đó không thực tế. Như có nhiều mỹ nhân như thế, ngươi chỉ đưa về nhà vài người, có đúng không, Tào Thúc Thúc? Tào Trường Khanh cười nhẹ, nhưng khẽ gảy ngón tay, đừng gọi ta là Tào Thúc Thúc, quan hệ giữa hai ta không tốt đến mức đó. Từ Phượng Niên gật đầu, đúng vậy, nếu không ngươi đã không để Trần Chi Báo đi Tây Thục. Dù sao, so với tình cảm đạm bạc của ta với ngươi, ngươi có thể ngăn Trần Chi Báo lại ở cửa sát quan, coi như 12 phần thông minh biết cư xử. Trần Chi Báo đi Tây Thục là âm mưu của triều đình nhằm giết địch 1.000 mà tự tổn 800, chôn họa căn cho Bắc Lương, nhưng Ly Dương cũng chẳng khá hơn chút nào. Ngươi nếu muốn phục quốc Tây Sở, chỉ có thể là lấy hạt rẻ trong lò lửa, loạn lạc để kiếm lợi. Cuộc cờ càng loạn càng tốt, Bắc Lương một mình không đủ. Từ Phượng Niên thở dài, chậc lưỡi, sợ người đọc sách các ngươi. Tào Trường Khanh do dự một chút rồi nói, Từ Phượng Niên, có một điều ta muốn nhắc nhở ngươi. Ở vị trí này, mưu này chính, làm Bắc Lương Vương và làm Bắc Lương Thế Tử là hai lập trường hoàn toàn khác nhau. Trước đây ngươi thường dùng kỳ binh thắng hiểm, nhưng sau này vẫn cần phải tuân theo quy luật. Giống như trận đánh chặn đường này, nói cho cùng, rất nhiều người đều biết rõ sự tình, không riêng gì Triệu Gia Thiên Tử, mà cả những lão hồ ly như Trương Cự Lộc và Cố Kiếm Đường cũng đều biết rõ. Nhưng vì Từ Kiêu đã từng dạy Lý Nghĩa Sơn và hành động phần lớn theo Dương Mưu, không thể chỉ trích, nên mới có cơ nghiệp Bắc Lương hôm nay. Ngươi không nên phụ lòng kỳ vọng của thế hệ trước Bắc Lương. Triệu Khải lần này thua không phải vì khí vận, mà vì hắn muốn dùng nhỏ đánh lớn, muốn giàu sang phú quý nhưng quên rằng, trong thời kỳ thịnh thế, thường cần phải giấu mình, từng bước tiến gần ngai vàng. Đại hoàng tử và tứ hoàng tử kinh thành đều đang chuẩn bị, ngươi phải cẩn trọng.
Từ Phượng Niên chắp tay kính cẩn, tâm thành lãnh giáo. Tào Trường Khanh nhẹ nhàng vung tay áo, nói thật, trước đây ta không thích ngươi, cho rằng ngươi đa tình mà bạc tình. Nhưng sau khi chứng kiến một số chuyện, ta lại có phần hiểu rõ hơn. Lần trước khi đi Bắc Mãng, cô ấy dắt rồng eo, đi ngang qua Bắc Lương, đã từng có một phen mật đàm với đại tướng quân. Lần này thực hiện lời hẹn ngăn cản Trần Chi Báo, coi như đã trả hết nợ Tây Sở với gia đình Từ, sau này không ai nợ ai nữa. Khi ngươi đáng chết, ta cũng sẽ không chút do dự ra tay. Từ Phượng Niên cười nói, không sợ công chúa nhà ngươi mắng ngươi à? Tào Trường Khanh hơi sửng sốt, cong ngón tay búng nhẹ vào mi tâm của Từ Phượng Niên, khiến người sau phải hít một hơi lạnh. Âm Vật đứng cạnh nhìn cảnh tượng này, lại hiểu ý mà cười nhẹ. Từ Phượng Niên tự nhủ, sắp đến mùa đông rồi, nàng lại nên sinh nẻ thêm nữa. Tào Trường Khanh im lặng, rồi bật cười nói, đúng vậy, lại đến lúc ghim hình người dơm mà mắng ngươi. Từ Phượng Niên được Âm Vật dìu đứng dậy, nói, ta phải trở về gặp tỷ ta, công chúa điện hạ nhà ngươi chắc chắn không muốn gặp ta, Tào thúc thúc, chúng ta mỗi người đi một đường hay cùng đi một đoạn. Tào Trường Khanh đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất, nói, ai đi đường nấy, tiểu tử ngươi đừng làm quen với ta. Từ Phượng Niên cưỡi ngựa hướng về phía trước, ôm quyền chào vị nho thánh, rồi cưỡi ngựa phi nước đại rời đi. Tào Trường Khanh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Bắc Lương Vương trẻ tuổi rời đi. Lần này, Từ Kiêu khoác trên mình bộ giáp tướng quân thay vì bộ áo mãng bào của Vương Gia Lương xuất hiện tại biên cảnh. Vì thế, Tào Trường Khanh giờ đây chỉ biết đưa mắt tiễn Bắc Lương Vương trẻ tuổi rời khỏi, nhìn hắn rời xa nơi biên cương này. Các bạn đang nghe truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 677, Hoàng Tam Giáp, sau đó là Hoàng Long Sĩ. Vương triều Ly Dương trên dưới cũng thích dùng cách nói này để châm chọc ai đó, rằng vuốt đuôi. Dĩ nhiên, việc vuốt đuôi này xuất phát từ việc Hoàng Long Sĩ một mình sáng tạo ra cờ tướng và thủ tiêu biệt danh cầm sóc dài hành đôi lục trở thành biểu hiện của những danh sĩ có khả năng đánh cờ kế dưới ở một quán trà nhỏ của Bắc Mãng. Con vẹt rụng lông kia vẫn cứ gặp ai cũng gọi là công công, trưởng quỹ họ Hoàng của quán trà vẫn vậy, không có tiến bộ gì, nuôi một con mèo to nhưng lại không có vẻ thân thiện với khách hàng. Thêm vào đó, quán trà này 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới, khiến cho việc làm ăn trở nên nhạt nhẽo như ở bãi tha ma. Điều này làm cho Ôn Hoa, người không có tiền đi thanh lâu, cảm thấy vô cùng buồn phiền. Hôm nay, bên ngoài quán trà treo tấm bảng miễn khách, dẹp tiệm. Ôn Hoa xách lồng chim bước vào, không bao giờ quên tự thưởng cho mình bát mì thơm ngon và ngồi xuống ăn. Lão Hoàng, trưởng quỹ của quán trà, không biết từ đâu lấy ra 3 hộp gỗ chứa đầy cờ, 2 hộp chứa quân cờ đen trắng, 1 hộp chứa các viên lưu ly 7 màu. Ông ta xếp cờ lên mặt bàn, không ngừng đặt và thu quân cờ, khiến cho Ôn Hoa nổi giận mà nói rằng, nếu có bản lĩnh thì nên học theo Từ Phượng Niên mà kiếm tiền từ việc chơi cờ, chứ cứ ngồi nhốt mình trong quán cờ thì đâu phải anh hùng hào hán. Sau khi ăn hết bát mì, Ôn Hoa tự hỏi có nên lẻn vào bếp làm thêm một bát để tự thưởng không, nhưng lại thấy xấu hổ vì sợ làm lố. Cuối cùng, Ôn Hoa cầm bát đũa đi tới chỗ Lão Hoàng đang ngồi, nhìn thấy bàn cờ, lại muốn thử xem các viên lưu ly có đáng giá không. Nhưng vừa chạm tay vào, lập tức bị Lão Hoàng tát một cái, Ôn Hoa đành đặt bát đũa ở góc bàn, cười nói, Lão Hoàng, đang làm gì đấy, nói nghe một chút xem sao. Lão Hoàng không để ý tới Ôn Hoa, chỉ tiếp tục xếp cờ, ngưng thần tĩnh khí. Ôn Hoa cảm thấy không thú vị, bèn quay sang cô thiếu nữ luôn cười ha ha, nói, giả ra ra, chúng ta nói cho rõ nhé, con mèo to đó ham ăn quá, chúng ta nuôi không nổi đâu. Cô thiếu nữ chỉ cười ha ha, không để ý đến Ôn Hoa. Ôn Hoa tức giận vỗ bàn, hét lên, đừng tưởng dựa vào Lão Hoàng mà ngươi dám cười với ta. Ta không có thần tiên pháp lực, 3 người chúng ta miệng ăn không đủ cho con mèo to kia ăn. Làm ăn thế này, khách hàng đến lại bảo nước trà không ngon, ngươi liền chặt đầu họ. Còn có 3 hôm trước, có khách bảo trà không đủ đậm, ngươi lại phải vặn đầu họ. Ngươi còn có vương pháp không hả? Cô thiếu nữ chỉ à một tiếng rồi không nói gì thêm. Ôn Hoa tự vỗ trán, giận đến muốn phát nội thương. Lão Hoàng vuốt lại các quân cờ bị chén mì của Ôn Hoa làm xáo trộn, nói, không ai chết đói là được rồi, ngươi cứ mở quán trà thành lớn nhất Bắc Mãng, vậy mới là có tiền đồ sao? Ôn Hoa hỏi ngược lại, vậy mà không tính là có tiền đồ sao? Lão Hoàng nhìn Ôn Hoa với ánh mắt ôn hòa của một nho sĩ già, nói, vậy ngươi đừng luyện kiếm nữa, ta bảo đảm sẽ giúp ngươi trở thành người giàu nhất Bắc Mãng, thế nào? Ôn Hoa khoát tay nói, đi đi, không cho ta luyện kiếm, thì giết ta còn hơn. Lão Hoàng cười hỏi, lão tử. Ôn Hoa vội cười nói, nhỏ thôi.
ngươi chơi cờ lâu thế rồi, tay có mỏi không, vai có mệt không, để ta bóp vai cho ngươi. Cờ càng chơi lâu, trên bàn càng thêm nhiều quân cờ đen trắng, xen lẫn với quân lưu ly. Lão Hoàng nhìn thấy cái chén trắng của Ôn Hoa, phất tay nói, lấy đi. Ôn Hoa nghe vậy, bưng chén lên, chạy vào bếp tự làm thêm một bát mì, nhưng nghĩ vui một mình không bằng chia sẻ, bèn làm ba bát cho cả cha con kỳ quái kia. Không để ý tới Ôn Hoa, Lão Hoàng nhìn thấy cờ trên bàn ngày càng rõ ràng, cầm một quân cờ lưu ly khá lớn, đặt vào một điểm quyết định trên bàn cờ, rồi không nói gì mà rút một viên cờ lưu ly khác để lộ vẻ do dự. Lão tự nhủ, con gái à, lần này cha con ta bỏ lỡ một vở kịch hay rồi, không còn cách nào. Kẻ năm xưa ta làm hại đến mức phải tự cắt lưỡi, giờ gửi tin đến muốn tính toán một chút nợ cũ. Ta vừa áy náy, vừa mong chờ, nên đồng ý gặp hắn một lần. Con cờ muốn sống, phải làm mắt, còn con người đánh cờ phải có ý nghĩa. Nhìn mà xem, cửa sắt quan này là nơi phong thủy tốt, chết ở đó cũng còn hơn chết ở nơi âm u, quỷ khí. Viên cờ lưu ly này nếu giữ lại ở Bắc Lương, còn thú vị hơn làm quận vương. Yên tâm, tiểu tử kia chuyến này thắng lớn, Bắc Lương vương đời sau chắc chắn ổn. Lão nhân cười nói, Từ Phượng Niên chết đi, Trần Chi Báo lên ngôi Bắc Lương vương, suốt đời sống dưới bóng của Từ Kiều. Triệu gia thiếu nợ Từ gia, với tính cách của Trần Chi Báo, chắc chắn phải đòi lại từng chút một, dù ngoài sáng hay trong tối. Kinh thành vị nam tử đó không muốn thấy cảnh này, nhưng lại coi thường kẻ kế nhiệm Bắc Lương vương, họ Từ tiểu tử, nơi đó có thể khoáng đạt như Trần Chi Báo sao? Cũng không trách được, dù sao Trần Chi Báo về mặt danh tiếng cũng mạnh hơn Từ Phượng Niên quá nhiều. Nhưng các danh thủ quốc gia xưa nay đánh cờ, kẻ thiếu tầm nhìn thì phải chịu thua thiệt. Thiếu nữ cầm một bông hoa hướng dương vàng óng, cười ha ha. Lão nhân, cả đời tinh thông các chiến thuật, đã từng tạo ra bao cơ quan kỳ diệu, khiến người ta phải ngắm nhìn trong sự mơ hồ, thậm chí phải mất mười mấy 20 năm mới hiểu ra. Nhưng bản thân lão ít khi kể lể với ai, chỉ có khi ở bên cạnh khuê nữ mình, lão mới không giấu giếm, nói nhỏ, lần này thì sao, cả hai phe đều không sạch sẽ, vì đại cục mà phải nén chịu. Cuộc đánh trận này rất rõ ràng, Triệu gia thiên tử không ra tay, Từ Kiêu cũng vậy, còn mỗi đứa con sống hay chết thì đều tùy vào tạo hóa. Điều này làm nên sự tàn nhẫn. Tuy nhiên, vị cửu ngũ chí tôn ở kinh thành có lợi thế lớn, có nhiều hoàng tử, mất một dù đau lòng nhưng không đến nỗi tê tái. Thế nhưng lần này hắn không ngờ Bắc Lương lại đối phó quyết liệt như vậy, Từ Phượng Niên tự thân tới đánh chặn, không ít quân cờ bí mật cắm rễ sâu đã bị lộ ra. Nếu không, theo lẽ thường mà nói, chỉ cần kiếm các không có Hà Yến 3.000 tinh kỵ, chỉ cần kẻ thừa kế họ Nam Cung không xuất giá, chỉ cần Tào Trường Khanh không ra trả nợ tình, thì kẻ thua đã là Từ Phượng Niên và Triệu Khải. Còn Trần Chi Báo trong thời gian ngắn sẽ không thua không thắng, chiếm Bắc Lương và làm thục vương. Nhưng rồi khi Từ Kiêu qua đời, Bắc Lương một nửa chắc chắn sẽ là của hắn. Trần Chi Báo so với Từ Kiêu có lợi thế cũng có khó khăn, lợi thế là tuổi trẻ, văn võ đều phong lưu vô song, có chút giống ta. Thiếu nữ chọc, a, à, lão nhân cười, được rồi, cha không khoe khoang nữa. Trở lại với chuyện chính, Trần Chi Báo có lợi thế từ việc tích tụ thế lực nhiều năm, rét lạnh lòng sĩ tử thiên hạ. Tình thế khó khăn là ở chỗ muốn làm Bắc Lương vương, hắn vẫn chưa danh chính ngôn thuận. Khi đã phong vương Tây Thục, hắn ở trong quân Bắc Lương khó mà duy trì được lòng quân, khi Từ Kiêu qua đời thì khí thế cũng giảm sút. Nếu thật sự muốn làm hoàng đế thì chỉ có thể duy trì tối đa 10 năm, khó mà giữ vững lâu dài. Từ Kiêu là một trường hợp đặc biệt, nhưng Trần Chi Báo thì chưa đạt đến mức đó. Ta đã nói với Khâm Thiên Giám từ lâu rằng những lão thư sinh kia đều chỉ đếm thiên cơ một cách cứng nhắc mà không hiểu hết. Triệu Khải nghĩ mình là khí vận vô địch, nhưng sự thật thì khác. Tây vực nữ thượng sư cũng không phải quá thông minh, khí vận của Triệu Khải phần lớn dựa vào sự gắn kết của Hàn Điêu Tự và Dương Thái Tuế. Thêm nữa, sự hiện diện của nàng khiến khí số của Triệu Khải tăng thêm một phần, thế nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Lão nhân thở dài, ta đã lừa nhiều người thông minh nhưng vẫn chưa nhìn thấu được điều này. Thông minh và thông tuệ chỉ khác một chữ, nhưng lại khác biệt trời vực. Lão nhân cười nói, Bắc Mãng Thái Bình lệnh lão lịch còn không chịu thừa nhận tuổi già, muốn đối cục với ta, chẳng lẽ không biết rõ rằng nửa phần thế cờ thiên hạ đều là ta dựng nên sao? Thiên hạ này, dù sao cũng nên được trao lại cho người trẻ tuổi. Ngồi trên hầm cầu mà không đi, để cứt cứng lại, thì làm sao có thể đổ ra dụng mà dùng? Thiếu nữ nghe đến đó, khóe miệng nhếch lên, cười ha ha. Ôn Hoa bưng ba tô mì hành đến, bực tức nói, Hoàng lão đầu, có thể đừng nói chuyện kiểu này khi ăn được không? Ôn Hoa thấy lão trưởng quỹ không động đậy,
liền trợn mắt nói, còn không dọn cờ đi à? Lão nhân nhẹ nhàng cười, vung tay áo quét sạch những quân cờ trên bàn. Ôn Hoa đặt ba đôi đũa và chén xuống, rồi lẩm bẩm không ngừng, đánh cờ đánh cờ, đánh giỏi cờ thì sao? Chờ lão tử luyện kiếm thành kiếm tiên, ai dám trước mặt ta mà khoe khoang, ta sẽ dùng một kiếm giải quyết. Lão nhân cầm đôi đũa lên, cười híp mắt hỏi, ồ, vậy ta dạy ngươi luyện kiếm, để ngươi khổ luyện đến mức này, vậy đến lúc đó ngươi có chém ta trước không? Ôn Hoa cười ha ha nói, dám đâu, ta Ôn Hoa há phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ta người này đẹp trai, tinh khí tốt, còn có lòng dạ nghĩa hiệp, tất cả những điểm tốt này không nói làm gì, nhưng mấu chốt là nghĩa khí. Lão nhân lắc đầu cười, có chút bất đắc dĩ, rồi gắp một đũa mì hành thơm ngát, cúi đầu ăn trước. Ông nói, ngươi đi Ly Dương kinh thành. Ôn Hoa ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi, liền đi thẳng kinh thành để tạo danh tiếng sao? Không cần trước tiên ở địa phương nhỏ rèn luyện chút sao? Lão nhân bọc một đũa mì, không quên thổi nhẹ để khuê nữ không bị nóng. Thiếu nữ cười rực rỡ, tháo xuống một múi nhỏ của bông hoa hướng dương, đặt bên cạnh chén của lão nhân, nhìn vào liền thấy vui mừng. Lão nhân tâm tình tốt, nói với Ôn Hoa, ngươi không muốn nhất minh kinh nhân sao? Và còn có cơ hội gặp đôi giáp trắng xanh bạch ngọc sư tử, chính là người mà ngươi yêu thích ở Thanh Lâu. Ôn Hoa vừa xì sụp mì vừa nói, Thanh Lâu nữ tử thì sao? Ta chính là thích. Chuyến này đi kinh thành, ta nhất định đi. Lão nhân mỉm cười. Ăn xong mì, lão nhân lấy ra ít tiền bạc, bảo Ôn Hoa thu dọn chén đũa rồi quay người ra ngoài mua bình rượu ngon. Ôn Hoa liếc mắt nói, bán trà mà lại đi mua rượu uống, chỉ có hoàng lão đầu ngươi làm được thôi. Không lâu sau, Ôn Hoa mang bình rượu trở về. Lão nhân nhẹ nhàng nói, còn dư vài đồng thì giữ lại tiêu đi. Ôn Hoa cười hề hề, ngoài miệng thì bảo ra ngoài mua rượu, nhưng trong lòng lại cười vì tìm thấy túi bạc giấu kín từ lâu. Lần này rời quán trà, hắn đã có tiền để mua bộ xuân cung đồ mà hắn hằng ao ước. Năm đó, hắn cùng Từ Tiểu Tử đều có đam mê này, nhưng lúc đó cả hai nghèo đến không có một đồng xu dính túi. Giờ đã có tiền, hắn nghĩ phải mua để tặng lại huynh đệ mình như một món quà ra mắt. Lễ tuy nhỏ nhưng tình nghĩa lớn. Nếu hắn dám chê bai, ta sẽ dùng mộc kiếm mà gọt hắn. Ôn Hoa nghĩ thầm, thiếu nữ không uống rượu, chỉ ngồi đó nhìn lão nhân uống. Lão nhân cười nhẹ, xuân thu 13 giáp, ta giữ 3 giáp. Còn lại 10 người, trừ Trần Chi Báo đã vào Thục và Tống Xem Biển đang độc bá văn đàn Ly Dương, cũng đều gần như vậy. À, ba kiệt của nhà Tống cũng sắp bị Lục Hủ hại chết rồi. Lão nhân dường như không uống được nhiều, mới uống hơn nửa bình đã nằm xuống ngủ. Thiếu nữ đi lấy một chiếc áo dày đắp lên cho lão nhân. Rồi nàng ngồi bên cạnh hắn, lại tiếp tục xuất thần ngẩn người. Lão nhân say rượu, miệng lẩm bẩm, trang công mộng điệp, điệp mộng trang công, ta mộng trang công ta mộng điệp. Chương 678, gió nổi phượng bay, liễu lả quanh hoa âm vàng. Từ Phượng Niên cùng Âm Vật Đan trẻ sơ sinh ngồi cùng một ngựa, không tỏ vẻ gì khó chịu, bởi tâm mạch của anh còn bị nó đẻ. Dẫn dắt khí cơ hạ xuống cô luân, giờ phút này, Từ Phượng Niên thực sự không để ý đến cảm giác không thoải mái. Sau khi gặp lại Bạch Mã Nghĩa Tòng, Từ Phượng Niên phi ngựa trở về Bắc Lương. Khi gần tới biên giới, Từ Phượng Niên giơ tay lên, thanh loan phi phàm thần tuấn thẳng tắp bay xuống, đáp lên cánh tay anh. Rất nhanh sau đó, tiếng vó ngựa đơn giản nhưng đầy nhịp điệu vang lên, dẫn đầu là một người đàn ông đầu sưng vù, cưỡi trên con ngựa hãn huyết nặng nề. Dù hình thể to lớn, anh ta vẫn mặc giáp nhẹ, với thanh đao bên hông không dễ nhận ra, khó mà tưởng tượng được người mập mạp này từng là tướng quân bách chiến, lại từng dẫn ngàn kỵ mở đường vào Thục. Trừ Lộc Sơn khoác giáp, thấy Thế tử Điện Hạ không quỳ gối hay khóc lóc, mà chỉ cúi đầu chào từ trên ngựa, cung kính nói, khải bẩm Điện Hạ, mà tướng đã mở ra một con đường thanh tịnh. Từ Phượng Niên cau mày hỏi, Từ Kiêu cũng tới. Trừ Lộc Sơn nhếch mép cười đáp, đại tướng quân một mình, đã làm cho 60.000 binh mã dưới trướng Cố Kiếm Đường sợ tới mức tè ra quần. Từ Phượng Niên mặt tái nhợt, gật đầu nhẹ. Sau khi nhẹ nhàng vượt qua biên giới, Từ Phượng Niên thấy một kỵ mã chạy tới. Một đôi cha con gặp nhau, không nói lời nào. Đi được khoảng 20 dặm, cuối cùng Từ Kiêu mở miệng hỏi, bị thương nặng lắm không? Từ Phượng Niên lắc đầu, không chết được. Từ Kiêu tức giận nói, tiểu tử thối, nói gì như dám chó. Từ Phượng Niên trừng mắt nhìn lại, Từ Kiêu liền nhún vai, thở dài, khổ cho con rồi. Từ Phượng Niên đáp lại, ông cũng chỉ biết nói dám chó. Từ Kiêu gật đầu, không nói thêm. Hoàng Man Nhi kéo theo Phù Tương Kim Giáp, đi bộ phía sau hai cha con, miệng cười ngây ngô. Viên Tả Tông và Trừ Lộc Sơn cùng đi, nhưng luôn giữ khoảng cách hai trượng,
không có giao tiếp gì. Trừ Lộc Sơn không nhìn Viên Tả Tông, chỉ cười nhạt nói, Viên tướng quân, không phải ra tay sao? Cánh tay còn nguyên, điện hạ lại bị thương nặng. Xem ra không có đối thủ đáng cho ngài ra tay, Dương Thái Tuế cũng không lọt vào mắt ngài. Viên Tả Tông không để ý lời nói móc của Lộc Cầu Nhi. Lộc Cầu Nhi không bỏ qua, tiếp tục lải nhải, ta nói Viên tướng quân, ngài không muốn công lớn thì xem thường ta sao? Để ta kể chuyện ngài lập công ở cửa sắt, quay về ta dựng bia cho ngài, hay xây sinh tử cũng được. Viên Tả Tông vẫn không phản ứng. Lộc Cầu Nhi tiếp tục lẩm bẩm, nhưng hạ giọng, ta tưởng ngài sẽ cùng Trần Chi Báo vào Thục Xưng Vương, nhưng lại không làm. Ngài cùng Tề Đương Quốc thật khiến ta thất vọng, nhìn Diêu Giản thì khác, không làm ta thất vọng. Viên Tả Tông nheo mắt nhìn, mập mạp vẫn chưa buông tha, tiếp tục châm chọc cho đến khi Từ Phượng Niên quay đầu mắng, Lộc Cầu Nhi, về Bắc Lương uống rượu lục nghĩ của ngươi đi. Không đủ thì uống sữa, uống nước tiểu, tùy ngươi. Trừ Lộc Sơn rụt cổ, nịnh nọt, điện hạ nói gì, ta nghe theo. Viên Tả Tông mắt vẫn giữ vẻ yên tĩnh. Trừ Lộc Sơn thầm nghĩ, không nên phản lại phản, đồ chó chết. Viên Tả Tông đột nhiên nói, điện hạ nói trên đường quay lại kéo Tề Đương Quốc lên, cùng uống rượu. Trừ Lộc Sơn trợn tròn mắt, lặp lại lần nữa. Viên Tả Tông không trả lời thêm. Trừ Lộc Sơn lau mồ hôi, lẩm bẩm, nghe nói muốn đốt ta trên đèn thiên còn chưa đáng sợ bằng chuyện này. Từ Kiêu quay đầu nhìn Viên Tả Tông và Trừ Lộc Sơn, lặng lẽ cảm thán. Từ Phượng Niên hít sâu, rồi hỏi, Tử Sĩ Giáp, vì sao? Từ Kiêu bình thản đáp, Hoàng Man Nhi từ nhỏ không thân cận với nhị tỷ, không phải là không có lý do. Từ Phượng Niên đôi môi run rẩy, muốn nói lại thôi. Từ Kiêu tiếp tục, dù nàng không phải con ruột ta với mẫu thân ngươi, nhưng ta chưa bao giờ xem nàng là Tử Sĩ Giáp. Ta chỉ biết mình có hai con gái, hai trai hai gái, ba đứa trẻ đều đẹp, giống mẹ chúng. Chỉ có nhị nữ nhi giống ta nhất, ta không thương nàng thì thương ai. Nuôi con trai khác con gái, ta cũng không biết mình đúng hay sai. Nhưng khổ nhất vẫn là con, trong tất cả con cái, ta không mắng ai, chỉ đánh con một lần. Ta cũng chỉ có hai, ba lần cho con ra ngoài, không biết ngày nào đó người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, mẹ con đi sớm, nếu không chắc chắn đánh chết ta rồi. Từ Phượng Niên hỏi, vậy ngươi không ngăn tỷ ta sao? Từ Kiêu đáp, căn bản không ngăn được. Ta đã truyền tin cho nàng rằng Tào Trường Khanh sẽ đến ngăn cản, nhưng nàng vẫn quyết định đi. Đại Tuyết Long Kỵ trong quân gần như gây ra binh biến. Con bé ngốc đó thật đúng là còn bướng hơn cả ta, ngươi nói có giống ta không? Từ Phượng Niên cười nói, giống như lắm. Nhưng thôi, mấy lời này quay đầu ngươi tự nói với tỷ ấy đi. Từ Kiêu cười lớn, nào dám chứ, tiểu tử ngươi chỉ dùng chổi và băng ghế đuổi ta đi thôi, chứ tỷ ấy thật sự rút kiếm khi nổi giận. Từ Phượng Niên bất đắc dĩ thở dài, nhìn ngươi đấy, đường đường là Bắc Lương Vương mà. Từ Kiêu cười, chỉ cần ngươi có tiền đồ là được rồi. Từ Phượng Niên nhẹ nhàng lắc tay, con Phượng đã đồng hành cùng anh suốt 6 năm bay cao lên. Anh ngẩng nhìn con chim thần dần biến thành một chấm đen trên bầu trời, nhẹ giọng nói, thật không ngờ, phủ giáp rồi, trông cũng giống tướng quân lắm. Từ Kiêu cũng nhìn lên bầu trời, giọng nói ôn nhu, sau này, ngươi cũng sẽ như thế thôi. Một chiếc xe ngựa Mỹ Ngọc sang trọng lăn bánh vào vùng Bắc Lương. Thường người ta hay nói ra giang hồ không nên để lộ tài sản, nhưng chủ nhân của chiếc xe này dường như không hề quan tâm đến những hiểm nguy của giang hồ. Phu xe là một người đàn ông trung niên với thể hình cường tráng, mặc bộ trang phục đen gọn gàng giữa cái lạnh cuối thu. Bắp thịt phồng lên của hắn toát lên sức mạnh và hô hấp thản nhiên như trường hà, hiển nhiên hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của võ công ngoại gia. Điều này cũng cho thấy người bên trong xe ngựa phải có quyền thế, uy nghiêm nào đó. Phu xe trung niên tên Hồng Phiêu, suốt hành trình từ Đông Nam đến Tây Bắc Ly Dương, nhiều trưởng môn hoặc trưởng lão của các bang phái danh tiếng đã trở thành người khô dưới tay hắn. Hồng Phiêu thở dài, cảm thấy mình đã cưỡi hổ khó xuống, trong lòng còn có vài phần kính sợ đối với vị chủ tử trẻ tuổi ngồi sau lưng. Nàng không chỉ tìm thức ăn bổ dưỡng để tu luyện mà lần này còn tiến vào Bắc Lương như thể bảo hổ lột da. Bên trong buồng xe, một thiếu nữ đang nhìn vào gương trang điểm. Nàng mặc bộ váy tím, dù màu sắc có phần loè loẹt nhưng vẫn không che được vẻ đẹp tự nhiên. Môi nàng hơi tím bệnh hoạn nên nàng dùng son đào hồng để làm dịu đi sự âm khí ấy. Sau đó, nàng vứt bỏ chiếc gương vào hộp son nhưng lại cầm lên gương, dùng một ngón tay phá tan mặt kính. Nàng là chủ nhân của cổ ngưu nữ trên gò Huy Sơn, Hiên Viên Thành Phòng. Trong buồng xe có hơn 100 quyển bí kíp quý giá của gia tộc Hiên Viên, nàng muốn mang đến cho một người nào đó, nhưng lại e người ta sẽ không chấp nhận, khiến nàng thêm khó chịu. Nàng nhíu mày, khí thế càng u ám trầm trầm như một ngày mưa trong mùa quế tàn úa.
nàng đã viết lại bí thuật của gia đình, và trong hơn một năm qua, nàng như con thú cắn xé, hấp thu vô số công lực, võ học cũng thăng tiến nhanh chóng. Xuống núi trước đó, một nhóm thủ cũ của Huy Sơn đến gây hấn. Nàng đã giết toàn bộ hơn 10 người, khiến Long Hổ Sơn tuyên bố không cho con cháu Hiên Viên đặt chân đến nửa bước. Nhưng Hiên Viên Thanh Phong có để tâm đến điều đó. Nàng đưa ngón tay lau son trên miệng, khóe miệng nhếch lên với nụ cười châm chọc, trong lòng nghĩ, chờ ta lên đỉnh võ đạo, mục tiêu đầu tiên chính là đám quý nhân vàng tím của các ngươi. Nàng kéo rèm xe lên, ngồi sau lưng Hồng Phiêu. Hồng Phiêu cười nói, đã đến Bắc Lương. Hiên Viên Thanh Phong gật đầu hỏi, Lữ Tổ có câu thơ về trường sinh thuật, đã chứng minh kim cương bất hoại thân. Ngươi nghĩ chỉ huyền cao hơn kim cương vì trường sinh thuật đứng trước kim cương thân trong câu thơ. Hồng Phiêu cười đáp, đạo lý này, gia chủ, ngươi nên hỏi ai hiểu biết hơn ta. Ta chỉ biết vùi đầu luyện võ, trước kia nhặt được bí kíp nào thì luyện bí kíp đó, đến Huy Sơn cũng chỉ chọn học một hai quyển, nói chung là ngu ngốc, cố chấp. Hiên Viên Thanh Phong nghe gió mát Bắc Lương, tâm tình có chút thoải mái hơn, nở nụ cười nói, Hồng Thúc, vàng phẳng phất mà ngươi phá được nhất phẩm cảnh giới, cũng phải tiếp tục cố gắng. Nếu không, Huy Sơn chúng ta thật không còn ai để khoe khoang trên giang hồ. Hồng Phiêu gật đầu nói, gia chủ yên tâm, Hồng Mỗ sẽ không lười biếng. Đi con đường ngoại gia, ban đầu dễ dàng nhưng sau đó chịu khổ, từ ngoại gia chuyển sang nội gia không dễ, nhưng nếu gia chủ đã chỉ con đường sáng, nếu không đạt đến kim cương cảnh, ta thật vô dụng. Hiên Viên Thanh Phong đáp ừ một tiếng, hai người im lặng hồi lâu. Hiên Viên Thanh Phong bất ngờ cười hỏi, Hồng Thúc, liệu có ngày nào đó khi ta gặp khó khăn, ngươi sẽ đâm ta sau lưng? Hồng Phiêu hơi ngừng tay điều khiển cương ngựa, sau đó cười nói, không đâu. Ta có ngày hôm nay là nhờ cha ngươi, Hiên Viên Kính Thành ban cho. Ta không hiểu nhân nghĩa đạo đức, nhưng đứng về phía người thân không cần lý do, điều đó đã có từ khi ta sinh ra. Hiên Viên Thanh Phong cười kỳ lạ, giọng bình thản, vậy Hồng Thúc hãy ở lại trong quân đội Bắc Lương đi. Hồng Phiêu cố gắng kìm chế xung động muốn quay đầu, nhẹ nhàng hỏi, gì? Hiên Viên Thanh Phong trả lời, Hồng Thúc, ngươi rất giỏi binh pháp và chiến lược, quân kỵ của Huy Sơn đều do ngươi huấn luyện. Bắc Lương Thế Tử chắc chắn sẽ tiếp nhận ngươi. Một triều vua, một triều thần, khi hắn lên ngôi Bắc Lương Vương, ngươi sẽ có cơ hội tỏa sáng, hơn là làm tay chân cho một đại ma đầu giang hồ như ta, tự làm bẩn mình. Cho dù ngươi nghĩ rằng ta đang cố trao đổi hoặc muốn đưa ngươi làm con tin ở Bắc Lương, hay không tin tưởng ngươi, ta cũng không quan tâm. Quyết định đã được đưa ra như thế. Hồng Phiêu trầm giọng nói, dù thân ở Bắc Lương, Hồng Mỗ cũng không dám quên mình là gia nô của Hiên Viên. Hiên Viên Thanh Phong tựa lưng vào thùng xe ngựa, không nói gì thêm. Hồng Phiêu cũng không tiếp tục cảm tạ. Hiên Viên Thanh Phong nhìn qua lưng Hồng Phiêu, mắt chuyển đến những cây liễu bên đường. Liễu, liên quan đến âm lưu. Nàng đưa hai ngón tay, như thể cắt trống rỗng một nhánh liễu, rồi xoay tay lại. Hồng Phiêu nhất thời ngừng thở. Hiên Viên Thanh Phong bện một chiếc vòng liễu, đội lên đầu, cười xinh đẹp. Khi trước, Di Ngôn đã từng cảnh báo rằng Hồng Phiêu là người phản cốt, trông có vẻ thật thà nhưng lại gian hoạt. Nàng không phải không có lòng tin để hắn thần phục, nhưng sợ chính mình không kìm được mà ăn tươi nuốt sống hắn. Trong mắt nàng, Hồng Phiêu cũng chỉ là một thứ nhỏ bé. Nàng thề sẽ là nữ tử đầu tiên đạt đỉnh cao của võ đạo. Ngoài thành Tương Phàn, những cánh đồng lúa đã thu hoạch đến 8-9 phần, là một năm mùa màng bội thu. Dân chúng đều cho rằng nhờ có Tĩnh An Vương Triệu Tuần mà họ có may mắn này. Tuy vậy, ở tầng lớp quý tộc và quan lại Thanh Châu, vị Tĩnh An Vương này lại bị chỉ trích là kẻ vong ân bội nghĩa. Vừa lên ngôi phiên vương, Triệu Tuần đã ủng hộ việc triều đình rút binh lực từ các phiên để củng cố biên thùy. Việc làm này khiến cho giới Thanh Đảng nổi giận, cho rằng Triệu Tuần chỉ là một kẻ không có chí lớn, nên chỉ cần làm một lễ bộ thị lang ở kinh thành là đủ. Nhưng dường như Triệu Tuần vẫn vui vẻ trong lòng, làm nhiều việc có lợi cho dân chúng và không quan tâm bị các vị đại lão chỉ trích. Ông thậm chí đã nhiều lần đến thăm các gia tộc lớn nhưng đều nhận được sự lạnh nhạt. Tuy nhiên, một số người trẻ tuổi trong gia tộc, đặc biệt là những người chưa có chỗ đứng, lại có cái nhìn khá tốt về Triệu Tuần. Hôm nay, ở ngoại ô thành Tương Phàn, một nhà nông bỗng thấy được ân sủng. Hai vị công tử dừng ngựa xuống xe và giúp họ thu hoạch. Vị công tử trẻ mặc trang phục sang trọng không ngại ngần xuống đồng giúp đỡ, khiến cho chủ nhà nông già không dám cho hắn ra tay vì sợ làm đứt tay. Nhưng vì công tử đó khẩn cầu, ông đành đồng ý. Công tử nhanh chóng thành thạo việc cắt lúa, và khi cháu gái của lão nông mang nước cho, mặt cô đỏ bừng vì ngại ngùng. Cắt xong, công tử còn giúp chất lúa lên xe bò. Lão nông nhìn cháu gái mình cứ lén nhìn công tử ba lần, cười lắc đầu. Trong lòng ông nghĩ, vị công tử này thật sự là người tốt.
Vị công tử tự mình hạ điền cắt lúa rồi ngồi trên bờ ruộng, lau mồ hôi trán, bỏ giày để chân vào bùn. Bên cạnh hắn là một người đọc sách trẻ tuổi, mặc trang phục giản dị. Người này mù nên không thể xuống ruộng làm việc. Có một người hầu đứng xa xa, muốn mang rượu từ phủ để công tử uống nhưng bị hắn phất tay từ chối. Công tử cười hỏi, Lục Hủ, ngươi nói ta làm vậy có được tính là biết đến khổ cực của dân gian rồi không? Người mù Lục Hủ nhếch môi nói, nếu ngươi không nói bản vương, mới thật sự là hiểu khổ cực của dân gian. Công tử cười lớn, không để ý đến lời đại bất kính đó. Vị công tử đó chính là Tĩnh An Vương Triệu Tuần. Còn người mù chính là Lục Hủ, từng sống dựa vào việc đánh cờ mưu sinh. Triệu Tuần thở dài, lo lắng nói, Lục Hủ, Thanh Đảng đã tan rã, ta đã làm theo sách lược của ngươi là bắt đầu từ từ, cho cá nhỏ ăn no, rồi từ từ câu cá lớn, tiếp tục nấu rùa già. Mấy việc này không khó, vì họ cũng là người trong nhà. Nhưng giờ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, Tống gia từ kinh thành đang muốn chèn ép ta. Tống Xem Biển khai sáng Tâm Minh học, chiếm Văn Đàn suốt 20 năm. Ông ta viết sách Trung Thần và Nịnh Thần, còn biên soạn 9 các toàn thư, mỗi tháng bình luận về sĩ tử thiên hạ, trở thành người được sùng bái. Nhỏ phu tử của Tống tiếp nhận chức vụ tế tử, lời nói của hắn giá trị ngàn vàng, ngay cả hoàng đế cũng khen ngợi. Nếu hắn còn tiếp tục mài giũa và được bổ nhiệm làm quan, hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Tống Xem Biển vẫn còn thù hận cha ta vì bị làm nhục năm đó. Giờ đây, hắn công kích ta trong triều đình. Dù nghe nói hắn không sống được bao lâu, nhưng còn Tống Tới Cầu và Tống Khắc Lễ, chúng ta vẫn khó mà đối phó. Lục Hủ có lẽ vì mù mắt nên khi nghe người ta nói chuyện, hắn luôn tỏ ra đặc biệt chú tâm. Hắn là người tính tình ôn hòa, khi người khác nói chuyện chưa bao giờ ngắt lời, cũng không có nửa câu thừa thãi, an tĩnh chờ Tĩnh An Vương nói hết. Rồi mới bình tĩnh hỏi, Tĩnh An Vương có biết rằng Tống Xem Biển đã từng nói về Trung Thần và Lương Thần không? Triệu Tuần bị ảnh hưởng bởi sự điềm đạm của Lục Hủ, cộng thêm bản thân cũng không hề kích động, lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, gật đầu đáp, dĩ nhiên ta biết. Trước thời Xuân Thu, Tống Xem Biển đã từng làm gia nô cho 3 gia tộc, để thanh minh bản thân trong sạch, hắn đã nói với Tiên Hoàng rằng Trung Thần và Lương Thần khác nhau. Lương Thần là vì lợi ích của một người mà không sợ nguy hiểm, vì muốn lưu danh sử sách mà khiến đế vương phải chịu tiếng xấu. Còn Trung Thần thì tận tụy phụ tá quân vương xây dựng sự nghiệp lớn, giống như thu hoạch tiếng tốt để phúc lộc truyền mãi cho con cháu. Tống Xem Biển tự nhận là Trung Thần, trong suốt 20 năm, hắn không ngừng khuyên can, nhiều lần khiến hoàng hậu phải xin tha cho hắn trước mặt bệ hạ để tránh tai họa. Điều này khiến ta thật sự kính phục Tống lão phu tử. Lục Hủ nhếch môi với vẻ châm biếm, chậm rãi nói, chỉ là một kẻ học thuyết tung hoành mà thôi, lúc dùng nho, lúc lại dùng hoàng lão, rồi lại tôn sùng pháp gia, phẩm đức không thể nói tới, làm không nổi hai chữ phu tử. Bệ hạ từng nói rằng Tống phu tử kém tài, nhưng người đời lại hiểu lầm là lời khen. Thực ra, đó là một câu để lại đường sống cho Tống Xem Biển. Triệu Tuần hơi sững người, rồi bật cười to, vỗ tay nói, thật thú vị, lời của Lục Hủ khiến ta vô cùng thoải mái. Ta muốn uống rượu. Lục Hủ vẫn bình tĩnh, cười nhạt nói, lần trước ngươi để tỳ nữ đọc bức mật thư từ kinh thành, có tin đồn rằng Tống Xem Biển từng viết tấu chương chỉ trích hoàng đế, nhưng đến nay vẫn chưa giao cho sử quan. Đây là bằng chứng cho thấy lòng tham không đáy của hắn, muốn làm trung thần nhưng lại không chịu từ bỏ quyền lợi. Triệu Tuần cau mày nói, thực hư việc này còn chưa rõ, nếu thật sự Tống Xem Biển có tấu chương bí mật nhưng không giao cho sử quan, chúng ta có thể làm được gì? Nếu hắn mang theo nó xuống mồ thì cũng chẳng còn cơ hội. Tống lão phu tử chắc chắn sẽ có văn bia của bệ hạ sau khi chết. Lục Hủ chậm rãi nói, với tính cách của Tống Xem Biển, chắc chắn hắn có tấu chương bí mật. Còn việc sau khi chết có giao cho sử quan hay không, dù hắn già cả hồ đồ, nhưng con trai hắn, Tống Tới Cầu, sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng, Triệu Tuần nóng lòng nói nhanh đi. Lục Hủ không có ý định tận dụng cơ hội này, dừng lại một chút. Triệu Tuần cười xin lỗi, là ta nóng vội. Lục Hủ tiếp tục, người sắp già, nhất là khi biết mình không còn sống lâu nữa, sẽ có những hành động kỳ lạ. Cho dù Tống Tới Cầu cố gắng che đậy, nhưng không phải lúc nào cũng kín như bưng. Chỉ cần chờ Tống Xem Biển qua đời, chúng ta có thể sử dụng gián điệp ẩn trong Tống Phủ, cố tình để lộ tin tức về tấu chương cho phe đối địch của Tống gia trong kinh thành. Nếu không có gián điệp, chúng ta cũng có thể tung tin đồn không căn cứ, vì kinh thành luôn có kẻ thích nhặt nhạnh tin tức. Nhưng điều quan trọng nhất là tin tức phải được truyền đi nhanh chóng, truyền vào tai hoàng đế trước khi Tống gia kịp hủy tấu chương. Nếu họ hủy nó, việc lật đổ Tống Xem Biển sẽ rất khó, và Tĩnh An Vương ngươi cũng sẽ dính líu vào, điều này không sáng suốt.
chúng ta không thể coi thường sự nhạy bén của bệ hạ và các lão quan trường. Lục Hủ nhấn mạnh thêm, hãy nhớ rằng Tống Xem Biển là ân sư của cả đại hoàng tử và tứ hoàng tử. Dù ngươi đã gặp họ ở kinh thành và có vẻ như mối quan hệ không tệ, nhưng thực tế là lợi ít mà hại nhiều. Nếu việc này có thể xảy ra mà không cần ngươi đích thân nhúng tay vào, điều này sẽ giúp ngươi tránh bị dính líu. Khi đó, ngươi có thể tạm thời rời khỏi kinh thành, tránh xa hai vị hoàng tử. Bệ hạ cũng sẽ không nghi ngờ ngươi, trái lại còn tin tưởng hơn. Điều này sẽ có lợi cho Tĩnh An Vương và chức kinh lược sứ của ngươi. Tĩnh An Vương Triệu Tuần tinh tế nhấm nháp lời của Lục Hủ, liên tục gật đầu. Nhưng ngay sau đó, Triệu Tuần hỏi, chuyện nhỏ như vậy, thật sự có thể lật đổ Tống ra sao? Lục Hủ ngửi thấy mùi thơm của ruộng lúa sau vụ thu hoạch, nét mặt cuối cùng cũng dần nở một nụ cười thoáng qua. Trong quan trường, diễn trò không thể làm qua loa. Giống như hầm canh vịt, cần thời gian chậm rãi để tạo nên hương vị, nhưng nếu quá lâu thì cũng không còn mùi. Tống gia có học vấn, nhưng tài làm quan lại thua xa những người như Trương Thủ Phụ Hoàn Tế, cũng không sánh được với Tôn Thái Sư Tây Sở. Còn nữa, từ xưa đến nay, văn chương luôn cần phải được chất lọc từ những điều lớn lao, trong khi lời nói của kẻ nhỏ bé lại yêu cầu sự cẩn trọng. Đừng xem nhẹ những chuyện nhỏ nhặt, chính những chuyện nhỏ như vậy có thể khiến Tống gia từ đỉnh vinh quang mà rơi xuống vực thẳm. Vinh quang cực điểm thường đi kèm với nguy cơ sụp đổ. Tống Xem Biển không phải là Từ Kiêu, cũng không phải Cố Kiếm Đường và càng không phải Trương Cự Lộc với nền tảng vững chắc. Tống gia chỉ mới phú quý được ba đời, căn cơ còn nông, nhìn bề ngoài thì vinh hiển nhưng thực ra không bền vững. Hơn nữa, Tống Xem Biển đã gây thù với nhiều cự phách văn đàn, mong muốn giữ được danh dự tới cuối đời thực sự rất khó. Tống Tới Cầu, Quốc Tử Giám bên phải Tế Tử và Tống Khắc Lễ, Tiểu Hoàng Môn, một khi gặp phải đại họa, những môn sinh của Tống gia phần lớn sẽ nhanh chóng quay lưng. Nếu không bỏ đá xuống giếng thì đã coi như tốt rồi. Tĩnh An Vương, ngài có thể lựa chọn hành động sau khi Tống Xem Biển qua đời, hoặc có thể hành động khi Tống Xem Biển còn bệnh nặng. Nếu hành động khi lão còn sống, có thể làm cho lão tức giận mà chết. Triệu Tuần ngã người ra sau, nằm sõng xoài trên bờ ruộng, chân bắt chéo, hí mắt nhìn lên bầu trời, vậy Tống Tới Cầu và Tống Khắc Lễ thì sao? Lục Hủ trả lời, tùy thuộc vào cách họ đối phó. Nếu họ nhận lỗi và chấp nhận triều đình trừng phạt, thì còn có hy vọng vực dậy sau này. Nếu họ cố bảo vệ lòng trung và chữ hiếu, mong muốn cả hai đều toàn vẹn, thì chỉ có thể chết trong đau khổ mà thôi. Triệu Tuần không biết nói gì. Lục Hủ cũng yên lặng, nắm lấy một nắm bùn đất. Triệu Tuần đột nhiên ngồi dậy, cười hỏi, những lề lối này, ngươi học từ đâu ra? Lục Hủ tự giễu, mắt mù, không có việc gì làm, cũng chỉ biết tính toán bậy bạ. Triệu Tuần vươn vai, ngươi nói món canh vịt kia thật ngon đến vậy sao? Quay lại để tôi tớ trong phủ nấu hai nồi cho ngươi. Lục Hủ gật đầu, không tính bổng lộc là được. Ghi nhớ chuyện nấu canh, Triệu Tuần phủi bụi đứng dậy, Lục Hủ nhẹ nhàng thả tay xuống nắm bùn đất, đi theo sau lưng nói nhỏ. Cô gái đó lai lịch không rõ, hy vọng Tĩnh An Vương đừng để mình quá cuốn vào, động tâm không động tình là đủ. Triệu Tuần lạnh giọng nói, càn rỡ. Lục Hủ cười nhưng không nói. Không khí trở nên căng thẳng. Sắc mặt Triệu Tuần đột nhiên thay đổi, nắm chặt tay Lục Hủ, vô cùng thành khẩn nói, ta luôn chờ những lời này từ ngươi. Ta biết rõ trên dưới tương phàn, chỉ có ngươi thật lòng đối đãi với ta, Triệu Tuần này sao lại không biết. Lục Hủ, mong ngươi sau này khi ta đi sai đường, hãy thẳng thắn chỉ ra. Ta chỉ là một người mù không thể thi đỗ khoa cử, không thể đảm nhận quan chức triều đình. Chỉ cần Tĩnh An Vương chịu nói cho ta biết, ta nhất định biết gì nói nấy. Này, chuyện giường tre, ngươi có muốn nghe hay không? Đa, Triệu Tuần, thậm chí có thể kể cả điều đó cho ngươi. Phi lễ chớ nghe. Đừng thế mà, Lục Hủ. Những chuyện khác đều là ngươi dạy ta, hôm nay ta nhất định phải lật ngược một ván, thật tốt mà cùng ngươi nói chuyện nam nữ. Phi lễ chớ nghe. Lục Hủ, trước khi Tĩnh An Vương Triệu Hoành còn sống, từng trải qua nhiều nha môn khác nhau, đảm nhiệm các chức vụ nhỏ không liên quan trọng trách. Đến khi Triệu Tuần kế nhiệm, ông vẫn ở trong vương phủ, cũng không đảm nhiệm bất kỳ quan chức nào, chỉ đóng vai trò như một môn khách. Nhưng trong vương phủ, không một ai dám khinh suất trước mặt người đệ nhất thân cận của vương gia này, ngay cả những người đã làm quản gia suốt hai đời cũng phải hỏi han ân cần mỗi khi gặp Lục Hủ. Ông thực sự là một người dễ gần, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn hòa mình vào nô bộc, kể những câu chuyện thần tiên kỳ quái, bói tay, viết câu đối xuân. Chân thật như một vị tiên không màng danh lợi. Cũng không ai có thể căm hận một người như thế, người mà không bao giờ tranh giành, luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ khi nào có thể. Chỗ ở của Lục Hủ yên tĩnh và thanh tao, dù chỉ là một viện nhỏ, nơi đây vẫn toát lên sự lịch lãm.
Trong sân chỉ có vài nữ tỳ đảm nhiệm việc quét dọn, cùng một tỳ nữ tên Hạnh Hoa luôn ở bên cạnh phục vụ ông. Đêm đã khuya, cảnh vật yên tĩnh. Lục Hủ ngồi trong thư phòng, có Hạnh Hoa chăm sóc, ông cố ý đốt hai ngọn đèn dầu. Dù dầu thông là thượng phẩm, quý như vàng, Lục Hủ không màng đến chuyện đó. Lúc này, ông đang làm một công việc mà người mù đã làm từ trước đó, tự giễu mình là việc vô nghĩa. Đó chính là việc thu thập thông tin từ 23 bộ sử, các chí thư về châu quận trong thiên hạ, cùng các tấu văn, công văn triều đình. Lục Hủ để Hạnh Hoa đọc và ghi chép lại, đồng thời ông cũng ghi chú cẩn thận vào trang sách. Đến nay, ông đã hoàn thành hơn 10 quyển sách, đặt tên là Xuân Thu Châu Quận Lợi Bệnh Toa Thuốc Thư. Tự xem mình như một vị thầy thuốc bình thường chỉ biết chữa trị những cơn nhức đầu nhức óc, với hy vọng giúp các châu quận trên thiên hạ bắt mạch, chữa bệnh. Tuy nhiên, việc liệu sách này có được sử dụng đúng bệnh hay không lại phụ thuộc vào người đọc nó trong tương lai. Lục Hủ gác bút nghỉ ngơi, đi quanh phòng. Hạnh Hoa hỏi có cần xoa bóp không, nhưng ông vẫn chưa quen việc được người khác ân cần phục vụ, nên lắc đầu từ chối. Hạnh Hoa là một trong những tử sĩ tinh nhuệ của Tĩnh An Vương Phủ, được truyền từ Triệu Hoành tới Triệu Tuần. Nàng tinh thông mọi thứ, từ cầm kỳ thi họa đến võ nghệ, bảo vệ và giết người cũng đều thạo. Nàng có thể vì bảo vệ Lục Hủ mà hy sinh mạng sống, hoặc cũng có thể chỉ vì một lời của Triệu Tuần mà giết chết Lục Hủ không chớp mắt. Dù mù mắt, Lục Hủ vẫn hiểu rõ điều này, và ông cũng không vì thế mà ngăn cách với nàng hay Tĩnh An Vương. Người dùng người không nghi ngờ, người nghi ngờ thì không dùng, ông từng nói. Tuy nhiên, lòng phòng bị người vẫn không thể không có. Trên đời này, đạo lý có thể nói rõ ràng, nhưng quá nhiều đạo lý lại trở thành vô nghĩa. Lục Hủ luôn nghiên cứu kỹ lưỡng lòng người, cuối cùng cũng chỉ nhận ra một kết luận, phụ nữ và trẻ em đều biết tính toán lợi ích, nhưng dù lớn cỡ nào, nó cũng chỉ là một cái đấu nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, ông tự nhận mình là một người khá ngu ngốc, dùng cách lấy quân cờ để đếm mà đo lòng người. Nghe tiếng xì xì nhỏ khi dầu đèn cháy, Lục Hủ mỉm cười nói, Hạnh Hoa, thế gian có vô số âm thanh, ngươi thích âm thanh nào nhất? Hạnh Hoa, dù nhan sắc bình thường, nhưng giọng nói lại thanh thoát, cực kỳ dễ nghe, thân hình mềm mại, quyến rũ. Vì thường xuyên đọc và viết thay Lục Hủ, nàng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ông, mỉm cười đáp, công tử, nô tỳ không biết. Nhưng nếu công tử đưa ra một vài lựa chọn, nô tỳ có thể đáp lại. Lục Hủ nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, tiếng suối chảy, tiếng đàn, tiếng tùng đào, tiếng trúc lay động, tiếng chim núi, tiếng mưa rơi trên lá chuối, tiếng lá rụng, tiếng trẻ em đọc sách, tiếng danh kỹ hát ca, và tiếng thiếu nữ bán hoa. Hạnh Hoa che miệng cười nói, nô tỳ chắc chắn sẽ chọn tiếng thiếu nữ bán hoa. Lục Hủ cười, nói, quên mất ngươi tên Hạnh Hoa. Nhưng ta cho ngươi biết, chiều trước có một đại văn hào được mệnh danh là nhà thơ của thiên tử. Ông ta cũng nói giống ngươi, cho rằng trong muôn vàn âm thanh thiên địa, tiếng thiếu nữ bán hoa nơi ngõ hẻm là thứ hay nhất, dễ làm xúc động lòng người nhất. Hạnh Hoa tò mò hỏi, công tử, vì sao lại như vậy? Lục Hủ đáp, những năm qua ta cũng luôn suy nghĩ về nguyên nhân này. Khi nào nghĩ ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trải qua thời gian sống chung, Hạnh Hoa đã trở nên thoải mái hơn, trêu ghẹo, cũng có chuyện công tử không hiểu sao. Có rất nhiều. Từng được Tĩnh An Vương ca ngợi là không thua Nguyên Bản Khê, người mù Hàn Sĩ Lục Hủ sau khi nói xong, tiếp tục cầm bút, cúi đầu viết toa thuốc. Vị vương này là Triệu Hoành, chứ không phải Triệu Tuần. Đến nay, Lục Hủ vẫn không hiểu vì sao trước khi chết, Triệu Hoành vẫn còn oán niệm về Nguyên Bản Khê. Các bạn đang nghe truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 679, trong đình vài lời định giang hồ. Hiên Viên Thanh Phong đưa ra danh thiếp được chế từ lõi gỗ của cây quế ngàn năm ở Huy Sơn, sau đó được quản sự đưa vào Bắc Lương Vương phủ, đi qua hành lang mái ngói, cuối cùng đến lương đình giữa hồ. Một nam tử trẻ tuổi với mái tóc bạc trắng như xương từ lâu đã ngồi đó, tùy ý dùng một sợi dây đỏ buộc tóc lại, ngồi trên hàng rào ven hồ. Dựa vào cột trụ của hành lang, trong tay thưởng thức danh thiếp mà Hiên Viên Thanh Phong đã dâng lên vương phủ. Hiên Viên Thanh Phong đứng bên ngoài lương đình, bước đi trên những ụ đá có hoa sen vây quanh, trong lòng trăm mối tơ vò. Nhớ lại ngày Nguyên Tiêu năm đó ở Ngô Châu, hắn từng cùng một tên sắc phôi vô lại đi tranh chấp, bị thuộc hạ của nàng đuổi chạy như chuột, thảm thương vô cùng. Khi đó, Hiên Viên Thanh Phong chỉ coi hắn là một kẻ sa cơ lỡ vận, không có tiền đồ, ngực không vết mực, khoa cử vô vọng, chỉ dựa vào dung mạo để gạt lấy chút tình cảm của những tiểu thư nhà giàu. Khi bất chợt nhớ lại chuyện đó, nàng chỉ suy đoán rằng mẹ của hắn nhất định là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mới sinh ra được một đứa con đẹp như vậy. Nào ngờ khi tái ngộ ở Huy Sơn,
hắn đã trở thành thế tử Bắc Lương khét tiếng, mang theo 100 giáp sĩ nhập Long Hồ. Vì hắn, chủ nhân của Gò Cổ Ngưu mới có thể thay đổi số phận. Dù vậy, Hiên Viên Thanh Phong vẫn không thể tưởng tượng được rằng người thanh niên này lại có thể trở thành thế tử của Bắc Lương Vương. Cho đến khi tự mình bước vào Vương Phủ Thanh Lương Sơn, nàng mới dần có cảm nhận rõ ràng Từ Phượng Niên sẽ trở thành người tiếp nối Từ Kiêu, là vương khác họ thứ hai sau Triều Ly Dương. Từ Phượng Niên vuốt ve danh thiếp làm từ lõi cây quế trong tay, cười nhìn nữ tử này, người đã vượt ngàn dặm từ Kiếm Châu chạy tới Tây Bắc. Ở trên núi có rất nhiều cây quế ngàn năm, nhưng gần trăm năm qua, chúng đã từ từ chết đi, cuối cùng thì bụi đường quế cuối cùng cũng không ngoại lệ, rượu hoa quế của Huy Sơn cũng đã trở thành dĩ vãng. Từ Phượng Niên vẫy tay, nhẹ giọng hỏi, ngoài hơn 100 quyển bí kíp, ngươi có mang theo rượu hoa quế không? Hiên Viên Thanh Phong bước vào lương đình, chọn chỗ xa nhất để ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng, bình thản nói, Huy Sơn còn sót lại không nhiều, nhưng nếu thế tử muốn uống, lần tới ta sẽ mang cho ngươi một vò. Từ Phượng Niên đặt danh thiếp lên đầu gối, trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, nhắm mắt dưỡng thần, không hề có thái độ chiêu đãi khách. Hiên Viên Thanh Phong không tỏ ra bất mãn hay oán hận, trong mắt nàng, chỉ cần là con trưởng của Bắc Lương Vương thì có tư cách ngạo mạn như vậy. Nàng bình thản hỏi, nghe nói Bắc Lương Vương phủ phòng thủ ngoài lòng trong chặt, coi các thích khách giang hồ như những con cá mập dễ dàng câu lên. Tại sao điện hạ lại yên tâm để ta vào đình, không sợ ta cũng là thích khách sao? Từ Phượng Niên vỗ tay phát ra âm thanh, một bộ chu bào từ trong hồ nhảy lên, bay qua mái đình rồi rơi xuống hồ, lóe sáng một cái rồi biến mất. Cảnh tượng ấy đẹp như một con cá chép đỏ nhảy qua cổng rồng. Ngoài bộ chu bào để lại âm thanh nổi lên mặt nước trong hồ, từ xa đã thấy một tỳ nữ trong phủ mang theo khay đi đến, trong khay là những đồ dùng cần thiết để ngắm cảnh. Từ Phượng Niên khoát tay, ra hiệu giao cho Hiên Viên Thanh Phong. Từ Phượng Niên mở mắt, ngồi dựa vào ghế dài có lót tơ lụa, nói, động tĩnh ở Huy Sơn, ta đều đã nghe nói. Dù ngươi có cảnh giới đột ngột tăng mạnh, ta vẫn để ngươi ngồi gần ta, ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Hiên Viên Thanh Phong cười lạnh nói, Bắc Lương Vương phủ quả thật không thiếu cao thủ. Từ Phượng Niên liếc mắt nhìn âm vật đang đùa nghịch trong hồ nước, cười nói, vì cao thủ thiên tượng cảnh này, ta đã dùng tính mạng và vận mệnh đổi lấy, một phần tiền bạc, một phần hàng. Hiên Viên Thanh Phong ngươi, cũng đừng cười nhạo châm chọc. Hiên Viên Thanh Phong không bỏ mồi xuống hồ, khuôn mặt vô cảm nói, không dám. Từ Phượng Niên cũng không so đo chuyện đó, hỏi, chừng 100 quyển bí kíp thêu hoa, ngươi liền muốn ta nâng đỡ ngươi trở thành thủ lĩnh giang hồ phương Nam, có phải có chút tham vọng không? Ngươi cũng không phải vợ ta vì sao phải làm một giao dịch lỗ vốn như vậy? Hiên Viên Thanh Phong lấy một mồi từ bàn văn gốm men xanh biếc toàn thân, không vội ném vào nước. Ngắm nhìn cảnh tượng hàng ngàn con cá chép tung tăng trong hồ, chậm rãi nói, ta có thể tặng ngươi một ngọn lửa ấm trong ngày tuyết rơi. Từ Phượng Niên duỗi tay giãn gân cốt. Hiên Viên Thanh Phong nói, Huy Sơn không thiếu những người có tài và chân thực, như Hồng Phiêu là một trong số đó. Những kẻ giang hồ mãng phu này có thừa võ công và dã tâm, nhưng thiếu lộ trình rõ ràng. Chỉ cần Bắc Lương dám nhận, đưa ra mồi câu đủ hấp dẫn, họ sẵn lòng mắc câu. Tuy nhiên, có một điều Hiên Viên Thanh Phong phải nói rõ, khi đến Bắc Lương, họ cầu danh cầu lợi nhưng không muốn đem mạng ra đánh đổi. Nếu ngươi muốn họ ra biên giới cùng quân Bắc Lương giết giặc, họ tuyệt đối không đồng ý. Nhưng nếu được đảm nhiệm quan chức cấp 6, cấp 7 trong vùng Bắc Lương, dù chỉ là chức danh hữu danh vô thực, họ sẽ sẵn sàng cống hiến hết sức lực cho ngươi. Từ Phượng Niên cười khẩy, nói, Hiên Viên Thanh Phong, ngươi xem chức quan giống như bắp cải bên đường sao. Hiên Viên Thanh Phong bỏ một mồi câu vào hồ, bình thản nói, chuyện Trần Chi báo vào Thục Phong Vương, cả thiên hạ đều biết. Một số tâm phúc của vị binh thánh này cũng phần lớn từ quan vào thục, còn có nhiều võ tướng cấp 6, cấp 7 đang nôn nóng muốn nhảy lên. Khi đó những vị trí này trống ra, ngươi sẽ dành cho ai? Chi bằng thuận nước dong thuyền, ta đưa ngươi vài người, tuy tuổi trẻ nhưng đã thành danh trên giang hồ, là những cao thủ nhất lưu. Chỉ cần cho họ 2 năm, họ cũng có thể phục chúng. Ta, Hiên Viên Thanh Phong, tuy chưa từng làm quan, nhưng cũng hiểu sơ qua thuật ngự người. Ngươi muốn làm vững Bắc Lương Vương, cuối cùng cần một vài người của mình, dù rằng có lẫn cả rồng rắn. Từ Phượng Niên cười nói, cái gọi là thuật ngự người của ngươi chỉ là hiểu sơ ra lông, không thể gọi là thuật ngự người. Giống như sự khác biệt giữa ngự kiếm và điều khiển một thanh kiếm vậy. Hiên Viên Thanh Phong không phản bác, chỉ lạnh lùng đem hết mồi câu trên bàn rót vào hồ, cá chép tranh nhau nhào lộn, nước bắn tung tóe. Chờ khi mặt hồ trở lại bình tĩnh, Từ Phượng Niên mới bất đắc dĩ nói, ngươi lúc nào có thể sửa được cái tật xấu này? Ban đầu ta và Ôn Hoa gặp ngươi,
Dù là chúng ta có lỗi trước khi trêu đùa, nhưng có cần phải tính toán chi li như vậy không? Bây giờ ngươi đã là gia chủ Huy Sơn, lại muốn nhất thống giang hồ, nhưng nếu ngươi cứ giữ thói nhỏ mọn này, dù ngươi có trở thành cao thủ siêu nhất lưu, cuối cùng vẫn là kẻ cô độc. Ta tài bồi ai không tốt, lại cứ phải nâng đỡ ngươi. Định trước chỉ là công cốc, hao tổn bạc còn phí công. Hai chúng ta không đánh thì không quen biết, nhưng đã ngồi xuống làm ăn, phải có quy tắc làm ăn. Hiên Viên Thanh Phong nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên, ánh mắt lạnh lùng nói, Từ Phượng Niên, chưa đến lượt ngươi dạy dỗ ta. Từ Phượng Niên, ngươi chưa được nghỉ ngơi nhiều từ khi trở về Vương Phủ, lại dựa vào cột trụ hành lang, nhẹ giọng nói, xem ngươi là nửa người bạn, nên mới nói nhiều thứ không hợp ý như vậy. Nghe hay không tùy ngươi. Hiên Viên Thanh Phong cười lạnh, ngươi và ta có thể ăn ngay nói thẳng không? Từ Phượng Niên nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, được, chuyến này ngươi muốn cầu cạnh ta, ta cũng sẽ nói thẳng. Ta có một người bạn đang ở Tây Vực, chiến đấu với Hàn Điêu Tự, đã lâu không gặp. Vương Phủ đã phái một số tử sĩ đến hỗ trợ, nhưng hiệu quả không lớn. Bây giờ tu vi của ngươi đã tăng mạnh, sao không đi thử sức một chút? Xem như là một lần rèn luyện võ công. Đúng rồi, Hiên Viên Thanh Phong, ngươi có quan tâm đến nam tử không? Nếu không, bạn ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tên là Nam Cung Phó Xạ. Người xếp thứ hai, Trần Ngư, cũng được khen là không thua Nam Cung. Ta gọi hắn là Bạch Hồ Nhi Mặt, nhưng ngươi nhớ đừng gọi như vậy, sẽ bị đánh đấy. Ám sát thủ hoạn thiên hạ của Hàn Điêu Tự, cũng xem như ngươi lập đầu danh trạng cho Bắc Lương. Không có đường lui, ta mới có thể yên tâm tin tưởng ngươi, một gia chủ Huy Sơn xa xôi tận mấy ngàn dặm. Hiên Viên Thanh Phong cười lạnh nói, đây cũng gọi là thuật ngự người của ngươi. Thật không hề có chút gì gọi là thành thạo. Từ Phượng Niên lắc đầu, nói, ta giống như ngươi, chỉ biết ngự người, đều chỉ là con nghé mới sanh trong chốn quan trường. Hiên Viên Thanh Phong liếc nhìn thế tử bạc đầu như tuyết này, cười một tiếng, hỏi, Từ Phượng Niên, chuyện gì đã xảy ra? Từ Phượng Niên sờ vào tóc mình, bình thản nói, hiện tại nói dễ nghe thì coi như là ngụy chỉ huyền cảnh giới. Nói khó nghe hơn, ta đã ngã cảnh, nội lực tu vi khi ấy thậm chí còn không đạt đến nhị phẩm. Nhưng đích thực có lúc trong nháy mắt, ta đã từng đạt tới ngụy thiên tượng để ngự kiếm. Cho nên ngươi không cần thương hại ta, nếu muốn thương hại thì hãy đợi đến khi ngươi thật sự tiến vào viên mãn chỉ huyền. Hiên Viên Thanh Phong, với tinh khí không chịu che giấu của mình, nở nụ cười hả hê, ngụy chỉ huyền, ngụy thiên tượng, tất cả chỉ là để hù dọa người mà thôi. Từ Phượng Niên, vậy chẳng phải cả đời ngươi căng hết cỡ cũng chỉ đạt đến kim cương cảnh. Ta thật sự muốn thương hại ngươi. Từ Phượng Niên nhìn khuôn mặt nở nụ cười ấy, cũng cười lên, ta nói rồi, ngươi trông đẹp hơn nhiều khi cười. Hiên Viên Thanh Phong không có ý định kìm nén nụ cười, thoải mái cười lớn, nhìn ngươi thê thảm thế này, ta thật sự vui vẻ vô cùng. Từ Phượng Niên ném danh thiếp trở lại cho Hiên Viên Thanh Phong, dù quan hệ giữa chúng ta không quá tốt, nhưng không cần phải đến mức vào nhà ta làm khách cũng cần đệ giao danh thiếp. Sau này lại đến đây, không cần đi qua cổng, ngươi leo tường vào cũng được. Chỉ cần bên Tây Vực có tin tốt, ta đảm bảo Huy Sơn của ngươi không thiếu bạc, cũng không thiếu người. Hiên Viên Thanh Phong nhận lấy danh thiếp, bỏ vào cái mâm thanh hoa, đột nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm trang hỏi, Từ Phượng Niên, ngươi có phải là người sẽ có lời thiện khi tướng chết hay không? Từ Phượng Niên cười mắng, nói nhảm, Hiên Viên Thanh Phong, ngươi không thể nói được câu nào tử tế sao? Hiên Viên Thanh Phong hỏi, ngươi muốn ta khi nào đi Tây Vực tiêu diệt Hàn Điêu Tự? Từ Phượng Niên đứng dậy, vẫy tay về phía bờ hồ, lập tức có một thiếu niên mang cự cung bằng sắt nhanh chóng chạy đến. Từ Phượng Niên chỉ vào thiếu niên tử sĩ được mang từ Bắc Mãng về Vương Phủ, cười nói với Hiên Viên Thanh Phong, đứa nhỏ này có tức hiệu là một chút, hắn sẽ đưa ngươi rời Bắc Lương, bên Tây Vực sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Thiếu niên mạnh mẽ nói, công tử, lần sau nếu giới thiệu ta có thể đừng gọi là một chút được không? Ta tên là Mậu. Từ Phượng Niên vỗ một cái lên đầu hắn, ngươi gần 20 tuổi rồi, không phải luôn nói muốn trở thành tử sĩ xuất sắc nhất sao? Gặp người liền tự báo tên tuổi, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Thiếu niên ngẩn người, gãi đầu cười nói, cũng đúng. Từ Phượng Niên cười nói, đi, mang vị A-di này đi Tây Vực. Hiên Viên Thanh Phong lặng lẽ hít thở sâu một hơi. Thiếu niên nói một tiếng được, xoay người rời đi, thỉnh thoảng liếc nhìn nữ tử bên cạnh, thầm nghĩ, gì ư? Vậy phải bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng phải nhanh 30 rồi sao? Hóa ra bảo dưỡng tốt thật. Từ Phượng Niên nhìn bóng Hiên Viên Thanh Phong, nói, chuyện của Hồng Phiêu, ta sẽ an bài. Hiên Viên Thanh Phong quay đầu, cười híp mắt nói, cháu ngoan. Từ Phượng Niên cười trừ, thật sự là một người phụ nữ không bao giờ chịu thiệt. Cười xong, Từ Phượng Niên đi đến nhà nhị tỷ Từ Vị Hùng, nơi đầy mùi thuốc nồng nặc, ngồi xuống bên giường nàng,
nàng vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Những ngày gần đây, Từ Phượng Niên ngoài việc qua loa thanh tẩy rồi thay trang phục sạch sẽ, vẫn luôn ở trong phòng này mà không chợp mắt, dần dần mái tóc bạc ấy hiện rõ. Hắn ngại nhuộm màu phiền phức, chỉ bảo Thanh Điểu tắm sơ rồi thôi. Từ Phượng Niên nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, căn phòng yên tĩnh không tiếng động. Nổi giận không lời, nước chảy không tiếng, tình cảm khổ cực đến mức không cần nói. Chương 680, Oa Oa Thần. Bắc Lương đang rung chuyển bất an, tin tức Trần Chi báo nhập thục tướng muốn phong vương đã lan truyền khắp thiên hạ. Có lẽ rằng hắn sẽ trở thành vị vương khác họ thứ hai của triều Ly Dương, sớm hơn cả Từ Phượng Niên, người cha truyền con nối Bắc Lương Vương. Một chiếc xe ngựa trang nhã từ từ dừng lại trước cổng phủ Trừ. Người gác cổng đang dựa vào cửa hông nhấm nháp hạt dưa, ngẩn ra khi thấy chiếc xe ngựa dừng lại. Phu xe là một nữ tử mặc áo xanh, tuổi còn trẻ. Gác cổng nghĩ thầm, chủ nhà này đúng là không sợ để cho nha hoàn dê vào miệng cọp. Nhưng khi thấy những người lục tục bước xuống từ xe ngựa, hắn sợ đến mức miệng lưỡi lắp bắp, ném đi hạt dưa và vội vàng chạy vào trong. Dẫn đầu là một nam tử tóc trắng, mặc áo đen với nền trắng tím, không có gì toát lên vẻ giàu sang, nhưng gương mặt đó lại khiến gác cổng không thể không lo lắng. Ở Bắc Lương, chỉ có công tử này mới áp được lão ra nhà mình. Sau đó là con thứ của đại tướng quân Từ Long Tượng, cùng với Viên Tả Tông hào hoa phong nhã và Tề Đương Quốc cường tráng. Bốn người này không phải hạng người thường đến phủ Trừ, chẳng lẽ là tịch biên gia sản đã đến. Gác cổng vội vàng phi mấy lần, thầm thề với Trừ tướng quân trung thành. Thấy Thế tử điện hạ Từ Phượng Niên, gác cổng lanh trí không nói hai lời liền quỳ xuống, định hô to để báo cho lão ra, nhưng Từ Phượng Niên đã cười nói, được rồi, đứng lên dẫn đường. Khi đoàn người ngồi xuống trong đại đường phủ Trừ, họ cảm giác mặt đất rung chuyển. Trừ Lộc Sơn mặc thường phục thoải mái, lăn qua cửa, một đống thịt mỡ quỳ dưới chân Từ Phượng Niên, Lộc Cầu Nhi cuối cùng cũng đã mời được điện hạ đến hàn xá. Nhà tranh sáng rực a, ta sẽ lập tức dâng thêm vài nén nhang cho tổ tiên. Từ Phượng Niên đạp một cước, cười nói, hàn xá, ta thấy không kém gì Bắc Lương Vương phủ. Hôm nay ta đưa Viên Nhị Ca và Tề tướng quân tới đây cọ rượu, đừng nói nhiều, tìm cho chúng ta một nơi yên tĩnh. Trừ Lộc Sơn khó khăn lắm mới đứng dậy được, quay đầu liếc mắt ác liệt với lão quản gia, rồi lại quay đầu nịnh nọt với nụ cười ngọt ngào, tay mềm mại mập mạp kéo lấy cánh tay Từ Phượng Niên, uống rượu hay trà đều có chỗ tốt. Nếu điện hạ có gì bất mãn, Lộc Cầu Nhi tự chặt hai cân thịt mỡ để nhắm rượu. Từ Phượng Niên châm chọc nói, một thân mỡ của ngươi, chúng ta không ai muốn ăn. Trừ Lộc Sơn ngượng ngùng nói, là Lộc Cầu Nhi vô dụng, không thể có một thân hình vừa đủ đẹp để làm thịt ba chỉ nhắm rượu. Cả nhóm đi tới một căn phòng trúc, với trúc tía sơ nhạt, không đến mức rậm rạp để tạo cảm giác vắng lạnh. Đầm nhỏ có màu xanh đậm, ánh nắng chiếu qua khe lá trúc, bờ nước có một con rùa giã cỡ bàn tay phơi nắng, nghe thấy tiếng người liền bò vào trong đầm. Phòng trúc thoáng mát, trầm tĩnh, trong phòng còn có một cây đàn cổ loang lổ. Ngồi tại đây uống trà, uống rượu đều rất phù hợp, không gian và cảnh sắc hòa nhịp với nhau. Từ Phượng Niên liếc nhìn cây đàn, biết rằng Trừ Lộc Sơn cũng rất tài hoa, cầm kỳ thư họa đều biết, nhưng tiếc rằng ngoại hình không thể thành danh sĩ phong lưu. Sau khi ngồi xuống gần cửa sổ, Trừ Lộc Sơn rót rượu cho Từ Phượng Niên và Tề Đương Quốc, rồi cầm bầu rượu cười hỏi Viên Tả Tông, lão nhân gia ngài không ngại tay bẩn và mùi rượu, thì để ta rót một ly. Viên Tả Tông hơi nhướng mày, Trừ Lộc Sơn cũng đổ ra một chén rượu. Tề Đương Quốc và Trừ Lộc Sơn quan hệ không tệ, giữa sáu vị nghĩa tử thì hắn là người có duyên tốt nhất với Trừ Lộc Sơn. Mấy năm trước, trong phủ Trừ có một bé gái chào đời, còn nhận Tề Đương Quốc làm cha nuôi. Trừ Lộc Sơn đối với con trai thường hay đánh mắng, nhưng lại hết mực cưng chiều ấu nữ này, luôn chê bai con trai út của Tề Đương Quốc thô bỉ. Vì thế, mỗi khi gặp mặt, Tề Đương Quốc đều hỏi tại sao con hắn lại xấu như vậy. Từ Phượng Niên uống một ngụm rượu, nhìn quanh ba người. Trong số đó, Viên Tả Tông có chức cao nhất là Tòng Nhị Phẩm Trấn An Tướng Quân, thực sự quyền cao chức trọng, chỉ dưới Trần Chi Báo, thống lĩnh biên cảnh hai châu Bắc Lương. Viên Tả Tông hiện là phó tướng của Đại Tuyết Long Kỵ Quân. Trừ Lộc Sơn là chính tam phẩm Ngàn Ngưu Rồng Võ Tướng Quân, nhưng không nắm quân quyền thực tế, còn Tề Đương Quốc chỉ là một giáo úy cấp thấp, thường được giao nhiệm vụ cầm cờ trong các trận chiến lớn. Do Bắc Lương dưới quyền cai quản của Từ Kiêu là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân và Khác Họ Vương, triều đình mắt nhắm mắt mở, chấp nhận hệ thống võ quan của Bắc Lương để võ tướng cao hơn nhất phẩm hoặc bán phẩm. Thậm chí thủ phụ Trương Cự Lộc từng nói Bắc Lương nên như vậy. Bắc Lương không coi trọng hệ thống quan văn, trong hơn 80 võ tướng cấp 7 trở lên, phần lớn chưa từng gặp mặt Từ Phượng Niên. Sau khi uống hết chén rượu, nhân lúc Trừ Lộc Sơn rót rượu, Từ Phượng Niên hỏi, Lộc Cầu Nhi,
ngươi nói ai sẽ làm Bắc Lương đô hộ? Trừ Lộc Sơn không chút do dự nói, Viên tướng quân chứ còn ai nữa? Nếu không thì chỉ có thể là hai lão tướng quân, Trung Hồng Vũ, Kỳ quân thống soái hoặc Yến Văn Loan, bộ binh thống soái, cũng miễn cưỡng có đủ tư lịch và khả năng. Nhưng mà nói thật, lão Trung có thành kiến rất lớn với điện hạ, lại còn dính líu không rõ với Trần Chi Báo, không phải lựa chọn tốt để ngay lập tức làm nhị phẩm đô hộ. Còn Yến Văn Loan, nhìn qua có vẻ trung trực, lại cũng có mâu thuẫn với Trần Chi Báo, nhưng tính tình lão lại rất âm trầm, còn khó đoán hơn cả Trung Hồng Vũ. Ta đã theo dõi lão hơn 10 năm, chưa từng nghe thấy lão nói một câu nào không tốt về điện hạ, điều đó làm ta cảm thấy không yên tâm. Nói đi nói lại, vẫn là viên tướng quân thích hợp nhất để làm tổng lĩnh quân quyền hai châu. Lời này ta nói trước mặt điện hạ và Viên Tả Tông ngươi thế nào, trước mặt nghĩa phụ cũng y hệt như vậy, có tin hay không tùy ngươi. Nói lời tốt mà không cảm kích, ngươi đúng là khó phục vụ. Viên Tả Tông cười một tiếng, cúi đầu uống rượu. Hoàng Man Nhi đứng cạnh cây đàn cổ, ngẩn người. Từ Phượng Niên bình tĩnh nói, Lộc Cầu Nhi, cho ta một danh sách, trước tình cất nhắc một hai người, nếu thật cần, vượt cấp 3 cũng không vấn đề. Trừ Lộc Sơn nghe vậy liền từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy gấp, cười híp mắt giao cho Từ Phượng Niên. Viên Tả Tông nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trừ Lộc Sơn. Từ Phượng Niên cười mở ra ba tờ giấy, trên đó viết tên hơn 60 người, ngoài tên họ còn có lý lịch quân ngũ, ưu nhược điểm được ghi rõ ràng. Chữ viết là của Trừ Lộc Sơn, kiểu hành thư, hiểm mà không trách, trôi chảy mượt mà. Sau khi xem xong, Từ Phượng Niên đẩy giấy cho Viên Tả Tông, người này cẩn thận xem xét, lông mày giãn ra. Trên giấy không thiên vị nhân thân, không quá đạo mạo trang nghiêm, danh sách có hơn 10 người là tâm phúc của Trừ Lộc Sơn. Phần lớn là các giáo úy trung hạ tầng ưu tú nhưng chưa nổi bật của Bắc Lương, điểm chung là trẻ tuổi, thiện chiến, tràn đầy sức sống. Từ Phượng Niên cười hỏi, Lộc Cầu Nhi, ngươi chẳng chút kiêng kỵ nào sao? Sẽ không dành thêm chút thời gian để lấy ra thứ này. Trừ Lộc Sơn ngồi như một tòa núi nhỏ, cười hắc hắc nói, không cần thiết, đại tướng quân là nghĩa phụ mà ta nguyện chịu chết vì, không cần nhiều lời. Điện hạ là chủ mà ta tâm phục, những chuyện này giấu giếm lén lút thì làm gì cho phức tạp. Đúng, còn có một chuyện, đã nghẹn trong cổ họng nhiều năm, hôm nay không nói không thấy thoải mái. Nếu nói sai, mong điện hạ đừng trách. Từ Phượng Niên gật đầu nói thử xem. Trừ Lộc Sơn ngồi thẳng người, nói, Bắc Lương ta có ngàn số quan văn, mà phần lớn trong số đó là từ trong quân lui ra. Họ giỏi cầm binh, nhưng không giỏi cai trị và an dân, phần lớn đều không gây hại cho dân chúng, nhưng cũng chẳng làm gì để được dân nhớ ơn. Những người này mang theo thói quen trong quân, bao che, bênh vực người thân mà không cần lý do, trị gia như trị quân, rất ngang ngược. Điều này chỉ may cho Bắc Lương dân chúng đã khổ quen, nếu không thì ở triều Ly Dương, có khi đã xảy ra khởi nghĩa rồi. Hơn nữa, quan lại bao che nhau, tình trạng này đã đến mức nghiêm trọng. Mấy lão tướng quân nhàn nhã, đi tìm chỗ thanh lâu lớn một chút, uống vài chén rượu thì lại đụng phải vài kẻ hoang tàn bừa bãi. Những con cái họ để lại, nếu không đầu quân thì tính tiền đồ, còn nếu ở nhà thì 10 trong 9 kẻ là không tuân thủ kỷ luật, làm hại hương lý. Mẹ nó, Viên, ngươi cứ chừng mắt nhìn ta mãi sao? Những lời này ta có thể nói với nghĩa phụ ngươi sao? Ngươi suy nghĩa phụ ngươi không biết tình trạng này, là ông ta không tiện ra tay. Cũng là vì đã chiến đấu bên nhau bao nhiêu năm trời, không muốn làm điều trái lòng. Ta nhớ năm trước, chuyện ở Lăng Châu nhà Mạnh gia, lão tướng quân Mạnh mang theo hai con trai, năm đó chết bên cạnh phi tử, nhớ không? Kết quả, cháu trai độc nhất của lão trưởng thành, cướp vợ người khác, giết chết cả nhà hơn 40 người. Ngươi nói nghĩa phụ ta làm sao đây? Cứ như vậy mà chặt đứt hương khói của Mạnh lão tướng quân sao? Bao nhiêu năm nay, luôn có những chuyện tồi tệ như vậy thử thách giới hạn của nghĩa phụ. Viên Tả Tông hừ lạnh một tiếng. Trừ Lộc Sơn hiếm khi tức giận, nói, nho ra nhân nghĩa, từ trước đến nay chữ nhân ở phía trước, nghĩa ở phía sau. Nếu ngươi bất nghĩa, cũng chỉ là không xứng làm thần tử. Còn bất nhân, ngươi thậm chí không xứng làm con người. Thế đạo bây giờ, nếu như làm theo pháp ra mà làm việc, thì càng thêm hỗn loạn. Sau khi Trương Thánh Nhân xuất hiện, suốt 1000 năm qua, nho sĩ, người đọc sách luôn cố gắng cân bằng giữa nhân và nghĩa. Ngươi thật sự nghĩ đó là một việc đơn giản sao? Giành được thiên hạ thì khó, nhưng duy trì thiên hạ lại còn khó hơn nhiều. Nói xong, Trừ Lộc Sơn vội vàng cầm tay áo lau mồ hôi trán, tự vả mấy bạt tai, nói nhỏ, thất thố rồi, nên vả miệng. Từ Phượng Niên nhẹ nhàng đổi chủ đề, cười nói chính để đi. Lần này ta đến là để nói với ngươi, Lộc Cầu Nhi, những người ở Điển Hùng Xúc Vi vừa thành, nên thả đi thì cứ thả, đừng làm khó họ.
Từ Phượng Niên dừng lại một chút, rồi bình thản nói, còn nữa, Từ Kiêu đã đồng ý để ngươi làm Bắc Lương đô hộ. Trừ Lộc Sơn ngã ngửa ra sau, cả căn phòng trúc cũng lắc lư vài lần. Cái thân thể đầy mỡ run rẩy, ngồi bệt xuống đất, hai mắt vô hồn, quên đứng lên. Thực ra Viên Tả Tông và Tề Đương Quốc cũng lần đầu tiên nghe tin tức có thể nói là rùng rợn này. Viên Tả Tông không động đậy, ánh mắt yên tĩnh. Tề Đương Quốc thì há hốc miệng, không nói được lời nào. Từ Phượng Niên không để ý tới Trừ Lộc Sơn, quay sang hai người còn lại nói, Viên Nhị Ca, Trung Hồng Vũ lão tướng quân trong một thời gian ngắn nữa sẽ từ chức trong cơn giận dữ, đến lúc đó ngươi cứ thoải mái tiếp nhận. Tề tướng quân, ngươi sẽ tiếp quản 6.000 thiết phù đồ trọng kỵ binh và nỏ cưỡi của Vi vừa thành. Ningami sẽ phụ tá ngươi. Nếu ngươi thấy binh ít, ta sẽ bổ sung thêm. Nếu thấy nhiều, ta cũng không ép. Viên Tả Tông đặt chén rượu xuống, nói, không từ chối. Tề Đương Quốc dùng tay xoa mạnh lên má mình, hỏi, điện hạ, ta liệu có làm được không? Từ Phượng Niên trêu ghẹo, vậy ngươi không thể để ta làm cái Tráng Vũ tướng quân à? Trừ Lộc Sơn vẻ mặt đau khổ, bò dậy, đang định nói gì đó thì thấy Thế tử điện hạ vẫy tay về phía cửa sổ. Chẳng bao lâu sau, một mỹ phụ ôm một bé gái nhút nhát đứng trước cửa. Trừ Lộc Sơn bước nhanh tới, giáng một cái tát vào mặt nàng, đồ không có mắt, ai cho ngươi đến quấy rầy điện hạ uống rượu. Bé gái trong lòng người phụ nữ khóc òa lên, Trừ Lộc Sơn ôm con vào lòng, nhỏ giọng an ủi. Người phụ nữ trẻ, khóe miệng rứa máu, chịu đựng cơn đau xé ruột, vẫn cúi người chào trong phòng. Viên Tả Tông và Tề Đương Quốc chẳng có gì lạ, không đứng dậy, cũng không đáp lễ. Chỉ có Từ Phượng Niên bước đến cửa, nở nụ cười ấm áp nói, ra mắt chị dâu. Người phụ nữ xinh đẹp, đáng lẽ nên được tôn xưng là hoa nhường nguyệt thẹn, đang lo lắng bất an. Nàng chỉ là thị thiếp của phủ Trử, sao có thể xứng với lời chào của Thế tử điện hạ. Nàng chưa biết phải ứng đối ra sao thì Trừ Lộc Sơn, mặt đầy chán ghét, lạnh lùng nói, cút về. Nữ tử cúi đầu cáo lui, chậm rãi rời khỏi phòng. Từ Phượng Niên không nhìn nàng lâu, chỉ chăm chú nhìn cô bé nhỏ có khuôn mặt phấn điêu ngọc trác. Hắn đưa tay định bóp má cô bé, nhưng cô bé liền né tránh, hắn chỉ đành rút tay về, bất đắc dĩ nói, Lộc Cầu Nhi, may mà con gái ngươi có dáng dấp giống mẹ, không lạ gì khi ngươi không muốn hứa hôn với Tề tướng quân. Tiểu nha đầu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cô bé đầy nước mắt, bĩu môi, không nói lời nào, vẻ mặt đầy khó chịu. Trừ Lộc Sơn cười nói, mới hơn 3 tuổi một chút, nói chuyện chậm hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng chữ đầu tiên nàng nói là cha, làm ta vui mừng vô cùng. Biết đi nửa năm rồi, nhưng lại thích được bế. Trừ Lộc Sơn xoa nhẹ đôi má đỏ bừng của con gái, cười nói, tới nào, gọi Thế tử điện hạ một tiếng cha. Từ Phượng Niên giờ khóc giờ cười, trách mắng, cút đi. Cô bé tuy chưa hiểu chuyện, nhưng biết bảo vệ cha mình, liền phồng má, không thở, không hấp khí, rất nhanh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Trừ Lộc Sơn cười ha ha nói, đây chính là đòn sát thủ của nàng, không biết học từ đâu, mỗi lần ta cũng đều hết cách. Từ Phượng Niên cũng bị chọc cười, nói, mau để nàng nghỉ, cẩn thận kẻo bị ngạt thật. Trừ Lộc Sơn vội vàng hôn lên trán con gái, dịu dàng nói, Trường Sinh, ngoan, cha sẽ mua cho ngươi bộ xiêm áo đẹp, đừng giận nữa. Cô bé ngẩng đầu, cười rạng rỡ với cha, sau đó nhìn về phía Từ Phượng Niên, lại bắt đầu phồng má nín thở. Nhưng không nhịn được cười khi bị Trừ Lộc Sơn cào ngứa, liền tránh vào lòng cha, không muốn nhìn Từ Phượng Niên nữa. Từ Phượng Niên phình bụng cười to, nói, u, là trách ta không có quả gặp mặt à. Trường Sinh nhỏ, ngươi cũng biết ta vừa tặng cha ngươi chức chính nhị phẩm Bắc Lương đô hộ, phần quà này còn nhẹ sao? Thôi được, hôm nay ta sẽ để lời ở đây, sau này nếu ta có nhi tử, sẽ để ngươi làm con dâu. Trừ Lộc Sơn mặt mừng như điên, nói, điện hạ, Lộc Cầu Nhi coi như tưởng thật nhé. Từ Phượng Niên gật đầu, nói, ngươi tưởng thật thì cứ là thật. Nhưng điều kiện tiên quyết là con gái ngươi phải lớn lên đẹp hơn lúc này. Trừ Lộc Sơn kích động vô cùng, nói, yên tâm, con gái ta giống mẹ, sau này chắc chắn sẽ không xấu. Trừ Lộc Sơn quay đầu nói, Viên Tả Tông, Tề Đương Quốc, hai ngươi phải giúp ta làm chứng, sau này nếu điện hạ đổi ý, ta sẽ dựa vào các ngươi để bênh vực lẽ phải. Viên Tả Tông đứng lên, nói, tùy tâm tình. Tề Đương Quốc cười lớn đầy hào khí, cảm thấy toàn thân thư thái, trên bàn những chén lục nghĩ tửu cũng không đủ uống. Từ Phượng Niên làm một cái mặt quỷ với cô bé đang lén nhìn mình, sau đó nói với Trừ Lộc Sơn, không cần tiễn nữa. Nhìn bốn người bước đi trên con đường đá xanh mà chính mình tự tay tỉ mỉ lát, Trừ Lộc Sơn ôm con gái, đứng bên bờ đầm, ngắm nhìn bóng lưng của họ dần khuất khỏi tầm mắt. Cô bé nhỏ giòn giã gọi một tiếng cha. Trừ Lộc Sơn lấy lại tinh thần, cười nói, Trường Sinh nhỏ,
sau này xem ngươi có thể làm hoàng hậu hay không nhé. Các bạn vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Tuyết Trung Hãn Đao Hành của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.